Chào mọi người, mình là Thiện và hôm nay là buổi thứ hai chúng ta chơi thử hệ thống combat trong game nhập vai theo bộ tóc Icon. Bình thường thì mình hay chơi D&D, nhưng mình thích combat ở hệ thống Icon này vì ba thứ. Thứ nhất, các khả năng của người chơi có rất nhiều hiệu ứng phụ có thể được kích hoạt kể cả khi đánh trượt, khiến mình cũng cảm giác nhân vật mình mạnh và có tầm ảnh hưởng. Combat cũng được xúc tiến trong mọi lượt. Thứ hai, combat không dùng hệ thống initiative mà thay vào đó cứ luân phiên lần lượt giữa nhóm người chơi và nhóm quái. Đến nhóm nào thì nhóm đấy chọn một người để đi. Và cuối cùng là cơ chế limit break trong Icon, giống như một cái ultimate vậy, khiến nhân vật mình mạnh hơn ở giữa combat thay vì khuyến khích xả hết tài nguyên ngay từ đầu. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện trên con đường xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam phát triển và lành mạnh. Đặc biệt là Village ở tia chân nhân, Đường và Nuni ở tia hiệp sĩ. Tất cả mọi người đang nhìn vào map đúng không? Vâng, đúng Thiện, rồi. Một thể. Những cái tường để thể hiện rõ hơn thì Thiện đã kẻ lại bằng những cái đường màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển đậm là tường không thể nhìn qua được, không có line of sight. Nhưng mà đứng sau cái đấy, tường màu xanh da trời nhạt hơn như ở đây là những cái tường mọi người có thể đứng sau đấy và có cover, có thể kiểu là cúi đầu xuống và thành cover. Nhưng đứng đấy là mọi người vẫn có thể line up side nhau. Di chuyển qua một cái tường xanh da trời nhạt tốn cộng một space movement, nhảy qua. Tường màu xanh nước biển đậm không thể đi qua được trừ khi có fly hoặc teleport. Cái tường màu xanh nước biển nhạt, thứ nhất là mình có thể target vào cái thằng núp sau đó nhưng mà sẽ bị tính là cover đúng không anh? Đúng rồi. Với lại mình có thể đi qua cái tường nhạc bằng dash được không anh? Được, đi qua tường nhạc bằng dash được. Nó vẫn sẽ bị tính cộng thêm một space khi mà đi qua cái tường đấy so với bình thường. Kiểu ví dụ là đi từ đây qua đây là tốn có một space thôi, nhưng mà đi qua này thì sẽ thành hai space. Đánh đổi cái đơn vị square ra đây, một nhìn rất dễ. Dùng thước nó sẽ luôn một square. Cover đó là cái gì nhỉ? Cover là resistance với dam. Ok. Nó giống với Mechanic as a War của bọn Lam, gần giống. Và Unerring thì sẽ bỏ qua cover. Hội vàng có rất nhiều Unerring. Yeah, em cũng có Unerring. Ok. Full ability của em là Unerring đấy. Basically thì team này không sợ line of sight. Rồi, và Thiện sẽ miêu tả những gì ở trên bản đồ. Hôm nay chúng ta chơi playtest combat, hệ thống combat trong Icon. Là sẽ ít đả động đến việc kể chuyện và cái nội dung combat cũng để thật là đơn giản. Trong cuộc giao tranh này, mọi người đã đến một cái ruin này, một cái chỗ hoang tàn này, tìm kiếm kho báu. Đây là kho báu. Thật không may, một đội scavenger khác đã đến trước mọi người. Chúng đang chuẩn bị cái khuân cái kho báu này về hướng bắc. Mọi người, mục tiêu của mọi người là khuân kho báu về hướng nam. Cái combat này mục tiêu sẽ không chỉ là hạ gục đối phương, mà mọi người hoàn toàn có thể đem kho báu về khu vực màu xanh lá cây của mọi người, và tất cả người chơi đứng trong đấy thì kết thúc combat, mọi người thắng. Nếu địch ôm cái kho báu về khu vực màu đỏ và tất cả địch đứng trong khu vực màu đỏ, địch thắng. Làm thế nào để di chuyển kho báu? Di chuyển kho báu là Thiện sẽ mượn tạm nhân vật của Ngỗng để làm ví dụ, kéo ra đây gần cái kho báu này. Khi dùng cái standard move của mình, không phải dash nhé, chỉ là move, không phải là rush, không phải là teleport, mà cái standard move của mình, mà mình đứng cạnh kho báu, thì mình có thể kéo kho báu đi với mình. Ví dụ đi 1, 2, 3, 4 ô, kéo đi theo. Nhưng nếu có một kẻ địch cũng đang ở một ô liền kề kho báu, thì chúng ta lăn roll off, mỗi người lăn cái D6. Người cao nhất có thể điều khiển nó, nhưng mà không có ai cao nhất thì không ai điều khiển. Trong cái bọn scavenger này có vẻ khá là khệnh khạng. Thằng Lam đứng đằng sau lúc mà bọn khởi đến đang đứng thon mọi người. Bọn nó có vẻ chưa có gì là vội vàng, lấy kho báu đi vội và muốn dạy cho một người bài học trước. Nhưng mà nếu mà chiến trường bắt đầu ngã ngũ thì bọn chúng có vẻ sẽ bắt đầu nghĩ đến hướng lôi kho báu và chạy. Khi mình có hai vàng thì mình có rất lợi thế về mặt di chuyển. Được, chúng ta sẽ chơi bài bài nhanh thắng nhanh. Dùng dash có kéo theo kho báu được không anh? Không được, chỉ có normal movement. Thế thì dùng summon có kéo có kéo kho báu được không anh? Không. No. Nếu mà mọi người tại sao hỏi tại sao luật như vậy? Vì đây là game, chúng ta ít nhất cần một cái luật gì đấy rõ ràng. Okay. Nhưng mà nếu mà có summon ở bên cạnh mình khi mà kéo thì mình có được boon hay là curse gì không anh? Không, summon thường nó intangible,
không ảnh hưởng gì. Ok, interchangeable. Để cho combat trong hôm nay chơi được mượt thì mình sẽ nhờ tất cả mọi người khi dùng bất kỳ ability nào hoặc là cái passive nào của mình mà nó liên quan quan trọng, hãy copy từ bên sheet, Google Sheet, hoặc copy từ trong sách vào trong chat, paste vào trong chat của Roll20 để tất cả mọi người cũng có thể nhìn, thì mình cũng có thể nhìn. Với mọi người tự nhớ ability của mình nhá, cái gì không nhớ à, không có, chúng ta đi qua rồi, chúng ta sẽ cố gắng không chạy ngược lại để giải quyết các thứ. Ok, combat bắt đầu, chúng ta cùng let's go. Icon combat playtest, lượt của người chơi, mọi người chọn một người để đi. Ai nhiều kinh nghiệm chứ đi chơi. Ok, thế là sẽ đi đầu tiên này. Đầu tiên là mình sẽ không làm được gì, thì mình sẽ bắt đầu bằng việc cast một cái growing season lên người của ok, thì em sẽ tạo một cái growing season, một cái max growing season lên lên người của ai muốn đi vào gần nhỉ? Ai muốn đi vào gần? Not me. Khá okay. Chắc là đỏ sẽ vào gần. Đỏ sẽ đúng không? Đỏ okay, mình cố định nói chứ, mình phải chạy vào. Yep. Ủa, tại sao cái tắt không tắt cái menu mình đi được nhỉ? Ở đây được. Con trò. Được rồi, đây em sẽ cho ông ấy một cái growing season, nó sẽ là cái hình cái cây, không hình cái cây à? Lượt đầu tiên của nhân vật, miêu tả nhân vật như nào và cái hành động thì cứ flavor thôi vậy. Khi mà okay. Hành động thì trông như thế nào? Thì đầu tiên thì nhân vật của em nó sẽ là một con simic hybrid, nó là một con kiểu cái bạch tuộc ấy anh, chân nó là bạch tuộc. Đó, và khi mà nó cast, khi mà nó sử dụng cái growing season thì là nó sẽ ném một cái xúc tu. Đó, nó sẽ rứt một cái xúc tu và ném lên người ông kia. Basically là nó sẽ mọc lên một cái xúc tu tính trên người ông kia. Ok. Thế thì, và mỗi khi mà enter người đấy enter thì cái xúc tu, một cái xúc tu này nó sẽ tách ra, nó tách thành một cái xúc tu nhỏ hơn, nó rơi xuống đất, nó tạo thành một cái plan ở dưới. Ok, thì nó sẽ là cái này đi. Rolling season. Một. Rồi. Và sau đó thì em sẽ tiếp tục làm một cái blessing. Blessing thì em sẽ bless cho người cầm súng. Người cầm súng là em sẽ bless cho anh nào tên gì đấy? Ken. Ok, bless Ken. Ok, bless cho Ken. Thì em sẽ basically là em sẽ ném một cái xúc tu khác, cái xúc tu này nó dính hẳn lên người ông ấy luôn. Rất nhiều xúc tu. Rất nhiều xúc tu. Yeah. Một. Ta-da. Sau đó em sẽ copy paste tất cả mọi thứ, copy paste tất cả mọi thứ để mọi người còn biết. Right. Copy paste này, copy sao chép. Đầu tiên là cái cho đỏ. Đây là cái cho đỏ này, paste, effect. Sau đó là đây sẽ là cái blessing. Ai có thể share màn hình được không cho những người xem? Vậy là cái này là kiểu trồng cây khắp nơi đấy hả? Đúng rồi, nó là một cái class chuyên về trồng cây, nhưng mà sẽ reflavor nó thành là đặt xúc tu. Okay. Nó sẽ di chuyển 4 nô thẳng lên trên. 1, 2, 3, 4. Rồi, em đứng ở đây sát tường. Em nhấn nút đằng sau tường. Hey, enter. Rồi. Well, technically ở đấy không có tường. Nó không có cái vạch của thiện. That's fine. À không, đừng nói thế thôi chứ. Yeah. Theo tường đi. Rồi, hết turn. Mọi người đã có một đống các cái thứ trên người. Đến lượt của địch. Nào. Chúng ta cổ một thanh niên đỏ trông khá là đô vật bước dần lên. Bọn mày đi đây lấy kho báu sao? Mơ đi con. Mày giỏi mà đến đây mà đánh tao này. Đến đây mà đánh xúc tu của tao. Anh ấy không đi chéo được buồn cơ. Rồi đi thẳng rồi cứ thế đi lên. Đi lên không. Right straight into my trap. Cứ ứng tạm ở đây đã. Bạn ấy dùng bạn ấy đánh khá tầm gần, chưa làm gì. Đứng đấy. Mom. Breakdance. Ui, hết tật. Không dùng cái ability gì hết à? Không, hết rồi. Hết rồi. Bài đát lên rồi đúng không? Chắc tôi là đúng. Tên ai nhỉ? Nào, tên người chơi. Chọn một người. Mọi người chọn một người. Chắc sẽ là tên của đỏ. Tên đỏ lên. Để... khi mà edit máu các thứ, mọi người edit vào trong tờ thông số bên Google Sheet nhé, thiện sẽ hỗ trợ mọi người translate chuyển từ bên đấy sang convert từ bên đấy sang bên này. Bây giờ mình có thể dash lên mà đúng không? Đúng rồi, chạy 4 dash 2. Không phải vàng thì chỉ được chạy dọc ngang. Cứ chạy lên 4 trước đi, xuyên qua đồng đội. Đây, và dash 2 thì sẽ lên đây. Ok. 2 thôi hả? Thôi. Typical vàng, các bạn dash 2 thôi hả? Ứng kiểu ôi sao bạn kém nè, chạy chậm nè. Ủa, tôi tưởng không phải đắt bà chứ. Ủa, sao đắt bà? Đắt hay hết, mỗi vàng ở đắt là full speed thôi. Chứ bây giờ nó đắt là half speed. Ok, hết tuần đúng không? Hết tuần định. Đúng rồi. Ok.
Come. Anh blaster làm gì đây? Mọi người thấy một thanh niên kiểu đưa hai tay ra, hai quả cầu lửa. Anh làm cho làm màu thôi. Anh làm màu đấy. Anh làm màu. Rồi làm mày làm mày thế. Anh xài ability gì ấy? Anh ơi, anh làm gì đi anh? Múa đi, múa nữa. Đấy, đấy, múa, bình tỏ. Ui, xa quá. Anh ấy làm nhưng mà vẫn xa quá. Too far away. Đừng nói tầm nó 10 ô nha, đập đầu á. À, cái map nhiều cover mà, sợ gì? Mấy thằng 1, 2, 3, 4, range đâu? Đây. Range của nó từ 6 đến 7. Sẽ dùng cái này. Ember Flash. Oh, Ember Flash. Bung tay cạnh ở chỗ này. Phòng xèo phát một cái đốm lửa hiện lên và nó vẫn ở đấy. Đây thì anh sẽ vẽ một cái cho cam đi. Có vẻ đáng sợ đấy, có vẻ đáng sợ đấy. Đây là dangerous terrain, chỗ này nó vẫn đang cháy. Hành động còn lại của anh ấy dash vào sau tường. À, sau tường, ý được hay dash lên. Typical làm rồi. Lúc nãy Fleur đưa đi như vật Desdemona thì miêu tả như vật đấy. Đại khái là bạn ý kiểu nói như thế nào, bạn ấy mặc đồ tối màu, nghĩa là có kiểu trùm mũ, mặc áo choàng các thứ, với cả là tóc đen, nhưng mà mắt bạn ấy kiểu mắt vàng và rất là sáng. Nói chung là nhìn nó typical Nave edgy rồi. Okay. Vẫn là Thrin đúng không, vẫn là bọn F bình thường đúng không, hay là Ray gì khác, hay là Kin gì khác, kiểu Kin trông giống con người hay là Beastfolk. Nó basically nó là người thú hay là người con trùng hay là Oni quỷ. Fleur Rider rồi. Như mic của em bị rẻ ấy sao? Tại vì vấn đề em thấy bạn ấy rẻ á. Khi thấy Fleur hình như bị bay khỏi cái row 20 rồi. Chắc là bạn ấy lan được quay lại. Dạ. Tiếp tục đi, một người chơi. Một người chơi. Đến. Một người chơi ai chơi đi? Ken hoặc cá. À, Mirai cho một cái plan đi. Desdemona cái tên rồi. Một cái plan đúng không? Very cool. Here. Một cái plan ngay trước mặt. Nhẹ. Nãy okay, hỏi Desdemona là kiểu Beastfolk hay là kiểu người thường hay elf gì? Em sẽ tag thân này. Người thường á. Nhưng mà em muốn hỏi một... Ban nãy là mình phát mạng bằng điện thoại lên trên lab. Thì xong rồi điện thoại mình không hiểu sao lại kiểu bắt với wifi bên ngoài. Thế là rớt mạng. Thế không sao, không sao. You're back fine. Ken làm gì? Đang nói dở thấy phô thì ập vào The Abyss rồi. Ken ơi, Ken bay vào Abyss rồi cá. Cuộc sống là không chờ đợi. It's just he became a robot. He became a robot. Em đọc cái death thì nó có vẻ nó hay. Cứ đi bono lên trước cái đã. Cái basic nhất của vàng là em chạy nhanh. Em chạy đâu? Em đi được chéo. Em đi được bọn này mà nó mà đi 2 ô ấy. Bọn này chạy được bao nhiêu ô ấy? 4 dash 2. 4 dash 2. 4 dash 2. Nếu nó không phải vàng. Còn vàng là nhiêu anh? 4 dash 4 và chạy được chéo. Rồi, anh chạy qua lùm cây. Anh đi em. Anh nắm anh kéo mà em đi, em lắc quá em chỉ bật được cái thước. Rồi, ok. Đi đâu nữa? Hết move rồi. Còn dash không? Ở đây nó đâu thấy em rồi đúng không? Nó thấy em. Không có cái tường xanh đậm nào cả. Hello. Ở đấy thì em có cover. 1, 2, 3, 4. Nếu muốn nhảy qua tường xanh nhạt em sẽ mất thêm một ô nhảy qua. Nope, em sẽ leo lên cây đứng. Rồi. Móc đầu ra một ly trà English uống. English có summon được cái gì không? Hay là cứ tạm thời thế thôi đã. Không, tạm thời uống trà cái đã. Okay. It's tea time. Em sẽ recommend mọi người là nên cố gắng, nếu mà là vàng thì sẽ nên đi bóng sao móc lốt thằng xanh trước, bởi vì thằng xanh càng về late game nó sẽ càng mạnh. It's okay. That's fine. It's a valid strategy, kiểu đợi mọi người lên cùng không lẻ loi một mình. Yeah. Nên cẩn thận tí. Cẩn thận không thừa. Lên đấy xong cả bị úp sọt. Đúng rồi, kiểu lên đấy tưởng úp sọt được làm cả ba thằng còn lại được úp sọt. Cả ba thằng còn lại kiểu hello mate. Hey. Muốn như vậy cũng được, không vấn đề gì. Rồi, cá đi xong chưa? Một cái recommend nữa là chính là mọi người chạy qua cái plan của em thì sẽ được một blessing nhé. Sẽ nhặt cái blessing từ cái plan đấy. Mỗi cái plan có một cái blessing duy nhất và nhặt hết. Tiện sẽ thể hiện là mỗi cái plan mà còn blessing cho cái danh nhé. Không nhặt xong rồi biến mất mà anh. Nhặt xong để tự xóa. À, nhặt cái blessing là plan biến mất à? Đúng rồi. Nó kiểu cái chút nó dính lên người thằng đấy.
Rồi rồi. Oh my god. Okay. Oh, what? I have a break 1 minute. Em muốn hỏi cái là dùng ability nó có mất cái gì không? Mất action. Action. Oh, mất action. Và nếu mà nó bảo là mất thì em có 2 action một turn. Nếu mà em không dùng thì action cũng mất. Oh, vậy thôi em summon ra 2 trái bom đi. Rồi. Em summon 2 trái bom, 1 trái quăng ở tự lấy cái bom này đi, sau rồi copy paste hoặc là rồi anh cho làm cho, nếu mà lag thì anh làm cho, đỡ đâu nữa. Một trái ở đây, cái đem được 1 dash đúng không? 1 dash được thêm 4 ô nữa. Yep, dash 1 không, dash 1. Dash của cái ability này thì 1 ô. Đặt 2 trái, mỗi trái dash 1. Đặt 2 trái, anh kéo nắm kéo này qua đây. Rồi, cái nữa ở đâu? Cái 1, 2, ở đây đi. Chỗ đấy không nhìn được, qua tường xanh là không có line up sight. Qua tường xanh đậm là không. Rồi, dash được 1 cái nữa, muốn đi đâu? Thằng trái, hay lên. Thêm cái nữa. Chéo, rồi. Rồi, bạn bắt đầu thả bom. Khi mà bọn nó thấy một con gì đó màu vàng vàng có cái đầu lâu thì nó thấy bay lên suốt 2 trái bom ra viễn mất. Tạm biệt. Anh đang tìm cái nào ở nhà face through entering space. Có một cái nào đấy game stealth. À, em có thể free action stealth. Đúng rồi, free action stealth. Đúng rồi, từ cái vagabond trait của em. Yeah. Bình thường nếu mà có kẻ địch đứng cạnh thì em sẽ mất 1 action. Đây là cái prowl. Đấy, copy ra. Prowl, ok. Again, stealth, become free action, no food. Classic vagabond stuff. Đây chứ là lý do tại sao mà em bảo bọn vagabond nó lên đi lẻ bắt để bắt địch. Đấy chứ là tại vì nếu mà trước khi chúng nó đến thì chúng thì bọn địch sẽ không thể nhìn thấy nó đến. Anh kéo token cho mình đây, thêm một cái dart nữa. À rồi, stealth rồi thì tự tin hẳn nhỉ. Stealth rồi thì bạn tự tin hẳn. Lên bạn đi. Bọn đỏ có cái true strike bỏ qua stealth ấy. Bỏ qua dodge, không phải bỏ qua stealth. Em nhớ là cái true strike nó bỏ qua stealth với evasion của vagabond luôn anh ơi. Để anh check. Vậy tôi làm phát sang tận đây được nè các bạn ơi. Không có, anh vừa check xong, không có anh ạ. Chỉ bỏ qua dodge evasion thôi. Cái stealth của bọn nó là exclusive trait mà. Basically là bạn không thể đánh một thằng bạn không nhìn thấy được kiểu ấy. You can't fight what you can't see. Em có cảm giác như công phu này nó giống chơi bom online anh. Nó có quả chip trick tên của địch. Tên của địch đi. Ok, tên địch. Vàng địch cũng bắt đầu di chuyển. À thôi, đợt sau đỏ địch trước. Bạn đỏ còn lại. Bắt đầu advance free action. Rush mode. Wow. Một. Wow. Hai. Một ô luôn. Hẳn một ô luôn. Nó đi nhanh thằng kia một ô rồi. 3, 4. Nó đi em lẽ. Ôi cú. Xong rồi bạn ấy dash. Holy shit. Where are you going? 2. Nhìn như chơi cờ này. Nhìn nhìn bọn đỏ đi hài quá. Nhìn bọn đỏ đi chậm quá. Mấy cái đi nó cách tất cả những đứa khác đi ấy. Kiểu bạn đừng cười chúng tôi biết chúng tôi chân ngắn đấy. Người chơi đã. Ok, em sẽ muốn hỏi một tí về cái Dangerous Torrent này là khi bước vào đấy em sẽ bị cái gì? Bước vào đấy nhận 2 đam, piercing. Và nó không bị giảm speed của em đúng không? Không. Ừ, không giảm speed. Ok, em sẽ di chuyển. Ngại gì ạ? Ngại gì vết bắt? Đầu tiên là 4 ô đúng không? 1, 2, 3. Vậy bạn ấy đi sao? À, đúng rồi, một cái rất quan trọng là chính là cái Dangerous Torrent, cái plan của em chỉ ảnh hưởng đến địch nhé. Mình đi vào không làm sao? Ok. Boom. Mình đi vào thì nhận boom. Yes, mình đi vào nhận boom. Ui, okay. Chết mọi người ơi. Chết rồi. Mình ngu rồi. If you end your turn without attacking, you may immediately detonate all bombs. You may. Bạn có thể. Bạn có thể. Bạn có thể. Ok. Mọi người lấy 2 trái bom mình ra nhé. À không, đừng lấy có sao đâu. Đang nó là sau tường mà. Nổ chắc không trúng mình đâu ấy. Không có gì đâu về vấn đề chiến thuật. Kiểu tiến sẽ ném thằng địch vào đây ấy, kiểu ấy. Mọi người có thể cầm bom đi, hộ cá đều được. Bước vào cháy bom là nhặt nó lên, xong rồi cứ đi thôi. Đến cuối turn lại thả nó xuống cạnh mình. Ok, em đã di chuyển hết 4 speed. Em sẽ muốn sử dụng action để dash 4. Rồi, 1. Có dash qua xúc tu không em? Có anh ơi. Rồi, qua xúc tu nhận 1 boon. Blessing for you. 3, 4, em sẽ đứng ở đây. Rồi, em sẽ bỏ xúc tu sang bên nhé, tạm để đây. Tạm để góc. Rồi. Em sẽ có free action di chuyển cái summon của em Biofly. 1,
idea. Ba. Rồi em sẽ action thứ hai em sẽ sử dụng Ace là cái ability của em sẽ copy. Copy paste vào chat của Rồi 10. Rồi em sẽ basically là em sẽ gain cái stand này. Và khi có được cái stand này em sẽ được dash một nữa. Mình take stand and refresh. Okay. Rồi em sẽ enter đó và em nói mọi người lên hỗ trợ tôi lại không lẽ tới nó đóng tôi. Từ từ bạn ơi, uống trà cái đã. He break has not done yet. Ok. Một. Thế là mình muốn hỏi là kiểu mình có passive đúng không? Đúng rồi. Mình có trade là trừ 2 damage thì mình vào mình đi vào cái dangerous terrain đấy, mình có bị nhận piercing không? Piercing là qua ammo, cái đấy là specifically qua ammo, cái từ piercing. Okay. Thực ra của bạn có gì đâu. Trong này nó ghi là all damage taken. Nên là ok. Yeah, cái piercing thì nó ghi specifically là qua armor. Nên là cái đấy nó qua. Ok. Đúng rồi. Bạn bạn say ló đầu ra cái. Xin chào, lại là tôi đây. Lại là tôi đây à? Lại là tôi đây. Ôi, bạn ấy to quá. Bọn đấy bự quá. He has become white. White walking. White. Hold up. Hold up. Yeah. Oh. Vậy là đến tâm đó rồi. What the fuck? Hold up. Bạn ấy ngắm một hồi, giơ ngón tay. Yeah. Pick your target. Rồi, sau này tiêu thêm trái. Bye các bạn. Come on. Bye you can bạn. Stop. Can you stop please? Oh no. Right. Hết turn bạn ấy và cuối cùng là còn một bạn vàng của team địch chưa đi, bạn ấy sẽ đi nốt. Okay. I welcome you to come here. Yeet. Wow. He's so fast. À, yeet. Ông kia có đang steal không? Ông kia có đang steal không? Tôi quên mất cái đó rồi. Đẹp. À, quên là không có. Sao? Nếu mà steal thằng kia không bắn được. Khá chắc là nó đứng ở đấy thì nó sẽ không thể bắn được tôi. Vậy tại vì sao quá? Với lại tôi đang có cái tường xanh ở đây mà. Đúng rồi, đang đứng sau tường. Ok, he done. Vòng tiếp theo, mọi người có 2 resolve. Đầu vòng 2. Đầu vòng 2, mọi người 2 resolve được không? Ok. Có ai muốn đi trước không? Nếu không thì... Tôi sẽ recommend là ông đỏ lên trước để có gì lấy cái engage cho tôi với. Tôi recommend okay. Là mình ông nào mình lên đi đâu. 2, 3, 4. Ông nào lên trước lấy sai cho tôi với. Tôi không dám lên đâu. Nhìn nó lực. Còn ông đỏ lên trước để lấy cái engage cho anh em. Ok. Thế thì mình sẽ mình có thể tách ra kiểu đi một bước xong đi ba bước mà đúng không? Hay là không, đi hay là trước đi khi dùng ability là phải đi hết luôn. Khi mà dùng move là nếu mà dừng lại dùng ability là không move được nữa. À không, kiểu ví dụ kiểu mình muốn đi sang bên này xong rồi mình tiến lên ba bước ấy. Được. Nếu mà vẫn đang là trong move thì được. Không nhất thiết phải là một đường thẳng. Đi ở đây nè, xong đi ở đây này. Ừ, mình định đi thế mà. Rồi, mời đã đi. 1, 2, 3, 4, ok, bạn còn 2 dash, bạn còn dash 2, hoặc là không. Hoặc không. Mình có thể dùng ability gì? Dash thì có thể qua đây, yeah. Bio là tầm của đỏ luôn đấy. Mình chỉ có tech ở, mình chỉ có tech range 3. Mình chưa với được đến ông kia đúng không? Hiện tại là 4. Đi lên 1 ô thì vừa đủ rồi. Làm thế nào để đo cái đấy nhở? Bạn chuyển nhìn góc bên trên bên trái sẽ có cái mũi tên xong rồi có cái thước và muốn di chuyển thì lại phải đổi lại mũi tên. Ok, là cái pan view đúng không? Hai đi vào đó ăn luôn 4 đam rồi. Cái này đỏ hay quá. Cái dangerous terrain chỉ ăn một lần một turn. Một lần một turn thôi. Ok. Có thể chơi như thế xong rồi turn sau sẽ kill coi như là có 4 máu ảo luôn. Ok. Hoặc có thể đi thẳng lên xong rồi kéo nó vào combo, kéo nó vào shop 1 này. Đúng. Có thể đi thẳng lên hoặc là đứng bên cạnh tôi hoặc là đi vuông góc đứng bên cạnh tôi. Mình đang tìm cách để mở cái đo, mình vẫn chưa. Nó gây trên cái màn hình. Cái thước ngay dưới cái kinh lớp ấy. À thôi, trời ơi, đã thấy. Hiện xem màn hình cho các bạn xem. Rồi bạn ấy đo được rồi. Ok. Ba square đứng đây đánh luôn này. Very cool. Mình sang bên này, mình đã sang bên này rồi mình đánh thằng này bằng mình lấy ra một cái kiểu một cái để cho xem nào đây thì nếu bạn đánh thì bạn có thể dùng blessing của mình để làm cái này. Okay. Mình lấy ra một cái rìu kiểu cái rìu để sau rồi mình ném qua bên đó ok. Nếu mà bạn muốn dùng cái blessing của mình thì bạn có thể announce trước khi attack nha.
Ok. Nó có thể gain pierce mà nó xuyên qua cái giáp của bọn đỏ. Để mình đọc cái nào ấy nhở? Mình vừa copy ra ở chỗ chat đấy. Blessing of Rebirth. Tại sao? Bạn sẽ roll thêm một dice nữa và lấy cái cao nhất. À ok. Ok, thế thì mình sẽ dùng cái này. Bây giờ roll thì mình sẽ phải roll. Bạn đánh thường đúng không? Hay là bạn dùng khả năng nào? Ok. D20. Mình đánh thường. Đúng. Hoặc crit không nhỉ? Không, 20 mà crit. Sau đấy thì D6 cộng 4. Cộng 4. Ừ, bạn nhớ roll 2D6 nhé, lấy cái cao hơn. 3 cộng 4 là 7. Lấy 3 cộng 4. 7. Piercing đúng không? Qua giáp. Cái này không giảm gì. Ha! I can share my trade. Tại sao một giả, đỏ sao cái Jill lại có cái xúc tu ở đây? Lại là một bạn nữ. Basically là cái Jill có xúc tu, kiểu kéo cái Jill về được bằng xúc tu, cái kiểu ném cái Jill sang giáp của anh đang phản rồi, cái xúc tu bám vào nó quật cái Jill lại. Ok. Back up the head. 19. Ui giời. Suit quick. Yeah. Cái turn rồi đúng không? Hết rồi. Ok. Cái turn đó xem là đi trước. Đâu nào. Chú, oh boy. Nữa hả? Dạ. Nữa hả? Basically thằng này là thằng đốt rừng ấy. Bà nội cha. Chờ tí, cái Dangerous Terrain là đúng ở trong đấy là chưa ăn đam đúng không? Phải đi ra đi vào mấy ăn đam. Bắt đầu tên trong đấy là ăn đam đúng không? Không. Đi ra đi vào mấy ăn đam. Đi ra hoặc đi vào. Ok. Yeah. Nên là nếu có teleport thì có thể né là cái đấy. Khá chắc là sẽ phải mất 2 máu rồi. Không sao, 2 máu thì đã kill được. Ok. Anh ấy lại ló mặt ra. Mọi chuyện giờ sao rồi ta? Bọn mày cố lên nhá. Mày cố lên nghe. Tay anh ấy bây giờ xoáy một cái, một quả cầu lửa hiện ra. Anh ấy hất một cái về phía Desdemona. Blast. Oh no. Và nó không hiện description này. Từ thì này đây. Tách 8. 8 là trúng rồi đúng không? 8 là trúng rồi. Hold on. D10 cộng. Hiện chưa? Chưa hiện, đợi tí. Vẫn sẽ lấy cái đầu tiên nhá. Mặc dù là thiện bấm nhiều lần. Trên range 8 medium O, sẽ đang 2D. Anh copy được không anh? Nếu mà nó không hiện. Được, anh sẽ cố thử nốt lần này. Damn it. Ok, copy it is. Mất công nhập vào roll 20 rồi mà đội không hiện ra. Miss my attack new one. Đây là Aria. Nhưng mà Ken thì Vagabond không quan tâm đến Aria rồi. Nó là một cái medium burst, là một cái hình vuông 3x3 vào giữa người của Desdemona. Damage against all character for each character according to deal one piercing. Đầu tiên là 2D cộng fray này, cứ từ trên xuống từ trái phải, không nghĩ nhiều. 2D8 cộng với 3. 2D8 cộng 3 14. 14 cơ. 14 và Desdemona có thể giáp sẽ giảm đi 2. Vậy chứ đưa tại sao chúng ta cần để bắt bọn đứng bắn xa trước. Gây 1 piercing damage area effect, gây 1 piercing damage cho mỗi nhân vật mà đứng trong area này. Thế nên là Desdemona sẽ nhận 2 piercing damage. Rồi, 2 piercing damage là không thể bị giảm bởi. Vậy là tổng cộng bắn 14 đam. Piercing dam là đam chuẩn đấy. Đam chuẩn đấy. Đam qua giác, đam divine là đam bỏ qua tất cả mọi thứ. Anh ấy lại vào nấp. Anh cố lên nhá. Tôi muốn xin cái tên này tại vì tôi cần cái tên. Quên. Anh ấy không thể vào nấp được. Cái này mất 2 action rồi. Ha. You fool. Tôi the position. Tôi muốn xin cái tên này để tôi hay lấy được vị trí đẹp. Được. Ok. Đầu tiên tôi sẽ di chuyển move đây. 1 2 3 4 ăn 2 đam. Ok. Em sẽ chỉnh luôn đi cho mọi người dễ hình dung. Em chỉnh bên sheet của em rồi nha. Ok, thì anh chỉnh bên row 20 giúp mọi người. Rồi, ok. Em sẽ dùng cái strafe shot của em, cái ability. Nếu mà như thế thì nên để tôi đi trước. Ok, đầu đi tiên rồi. Em sẽ dash 1, em dash lên đây. Tiếp theo em sẽ attack thằng vàng 28 máu này. Rồi. Vì em có cái ace trick à, không, cái ace không cộng, em sẽ có cái strafe shot, nó cộng cho em một bull. Rồi, đứng exactly range 3 đúng không? Và em đứng trong, em bắn nó exactly range 3 là 3 ô, em sẽ được cộng thêm một bull nữa là 2 bull. Ok, thiên hỏi cái mà xanh của ngỗng là blessing đúng không? Blessing. Ok, mà mình có thể dùng cái blessing để gain thêm một bonus time luôn.
cái đó tôi sẽ muốn dùng lên bọn đỏ để bỏ qua Bissindam, bọn vàng thì nó không cần phải Bissindam. À không, tí tôi mắc thêm cái nữa người ông là kiểu gì ông chả có mỗi một blessing một turn, yên tâm. Ờ à, vậy thì em sẽ muốn dùng cái đó luôn. Ok. Rồi rên lệnh rôn là gì anh? Gạch chéo R cách D20. D20. Em có bao nhiêu D6, bao nhiêu bull? Ờ cái blessing của ổng có cho bull không? Không. Em có 2. Em có 2 bull. Chắc chắn là trúng rồi, 10 là trúng. Dam đi. Ờ dam sẽ là D10 cộng fray. Rồi. Oh. D10 cộng 2. Thì cục. Nhớ hay luôn 2D10. Ờ 2D10 nhá. Tìm một cái nữa. Đấy cao hơn. Ok. 8 sẽ có vẻ khá cao rồi đấy. Mong là theo ra 10. Hey, 8 luôn. 8. Ok, 10 đam. Tiếp theo, nó ngay khi mà nó bị bắn cái phát này đâu? Your neck attack trigger on exact effect. Copy à, copy rồi đúng không? Đó cái ngay chỗ cái Ace á thì exactly Rantry sẽ teleport đêm 2 after the attack resolve. Cái này là Ace hay là strafe shot? Cái này là Ace hay là strafe shot? Okay. Em sẽ teleport ra 2 theo em sẽ muốn teleport nó theo hướng này. Vâng, từ vừa rồi là strafe shot đúng không? Đúng rồi anh. Thế thì còn một đống hiệu ứng nữa mà em. Em sẽ làm cái hiệu ứng này trước. Em hồi nãy em hồi chiều em có hỏi mình đấy thì cái hiệu ứng này sẽ thực hiện trước khi cái thực hiện đống hiệu ứng tiếp theo của strafe shot là ngay sau khi bắn luôn. Cái nào? Nên là hồi chiều em có hỏi cái này mọi người là cái hiệu ứng mà teleport này của ai sẽ là thực hiện trước hay là sau những cái hiệu ứng sau của strafe shot thì mọi người nói là sẽ là teleport trước. And your next attack triggers all exit effect, daze your target and gain unerring. Cái nào em? Để em kéo lên cái Talon 2, if you attack target exactly in range, you might also teleport them 2 after the attack resolve. Ok, em sẽ muốn teleport nó theo hướng này. Bay ra ngoài à? Đây, anh rồi, thấy chưa? Xong. Rồi, tiếp hiệu ứng tiếp theo, em có thể dash 1. Nó blind đúng không? Dạ, nó blind. Và nó bị đay luôn, từ cái Ace. Nó bị blind và nó bị đây. Ok. Receive a flurry of bullets dealing 2 damage, 2 unary damage for exactly range 3. Có vẻ không có con nào trong cái range 3 của em hết nên bỏ qua cái này. Có con Crusher đang ở trong chính xác range 3. Đâu, con nào đó. Ok, con đó sẽ ăn con đó sẽ ăn 2 unary damage nhưng mà có vẻ nó có giáp rồi. Ok. Nó có giáp rồi. Ok, em sẽ muốn tiếp theo là cái Talon 2, dash 3 after strafe for short resolve. Em có exit 3. Không? Có ace à, có anh, okay. Có ace. Rồi, dash 3. Em muốn dash 3, 1, 2, 3 lên đây. Sau lưng thằng xanh luôn à, căng nhé. Ok. Đấy. Tiếp theo em sẽ di chuyển con summon wave lên 3 ô, 1, 2, 3, đây. Rồi, tiếp theo một action nữa của em là em sẽ lại ace. Lại ace và cuối cùng free action đó là stealth. Ok. Ok. Nhận là ông chạy nhanh thật. Cái refresh để anh ngó lại một tí là dùng lại được ngay hay là phải đợi đến condition? Nó sẽ là refresh lại cái stand đó của em, là em có thể là có lại cái stand đó mà không cần phải dùng ace để có lại cái stand đó nữa. Ok. Rồi. Theo luôn. Tiếp theo luôn anh ơi. Rồi, tiếp theo. Trừ một blessing của ông nhé. Thế rồi ông đi xa quá, không đặt blessing được nữa rồi. Đi xa quá. Nhưng mà nếu mà ông ấy đánh con xanh chẳng làm blessing làm gì, ông không có armor. Cái blessing của ông khá là đủ rồi. Có một cái là được rồi, cần lấy mà dùng. Vâng. Tên của địch chẳng làm gì. Tên của địch. Chúng mày có giỏi đi qua đây gì vậy? Chúng mày đi chéo á. Oh, hello. Hello. Chào anh bạn. Chào đồng chí. Đừng thấy em. Anh bạn có thời gian để nói về đấng cứu thế của chúng ta. You have time to talk about Lord and Savior. Hello mate. Game không anh? Hả? Huh? Let's game still become free action if no foes ở đây là kẻ địch đúng không anh? Đúng rồi. Là cái địch. Oh. Yên tâm, chỉ nó chạy nhanh mà. Sao? It's fine. Chạy tới mức cái con summon không theo kịp luôn, buồn ghê. Cái khá là buồn của bọn freelancer thì bình thường con summon nó không phải theo kịp tốc độ của mình. Hết tên rồi. Long story short, đây có OA mà. Hả? Không. Đây có OA. Chỉ đi cạnh thì bị chậm lại. Ok, đến tên em nhé. Em sẽ xin cái tên này. Yeah, tên đi. Ok.
À nó lại đi ra đấy à? Bực mày nhỉ. Không có biết, để xem nào. Ờ vẫn đủ, mày thế. Rồi ok, dần em sẽ chim dần này nha. Sẽ đi ra đây, 4 ô. Rồi xong em sẽ sâu nó. Nó sẽ là một cái attack auto hit này. Basically là nó sẽ gây 3 dam nhưng nó có cover là chia đôi. Chia đôi là 2, đây làm tròn lên. Chia đôi là làm tròn lên, đấy, nó sẽ ăn hai piercing damage. Rồi. Sau đó thì em sẽ đặt một cái rod lên người nó. Seal là như thế nào em? Seal là nó không thể gây hiệu ứng. Có nghĩa là attack của nó có hiệu ứng gì thì bỏ hết. Rồi. Đây, rod và regrow. Em sẽ đặt cái rod lên người nó, combo mark. Mark thằng này thì nó sẽ không thể được kill, nó sẽ không được bonus từ VG và cộng 1 sub, cộng 1 custom all save. Và ok, em enter. Khi em enter nó, thằng này sẽ có hai cái mark. Nếu mà mình có hai mark. Em muốn đặt màu gì không? Hay là thế nào? Đây thì cái rod thì em sẽ... Cái rod này. Và cái sâu đúng không? Rod và sâu. Sâu thì có những cái cây được thì tốt. Không phải để em xem. Cái rod này anh xem cho được cái gì? Không có gì đẹp. Tại vì em không đặt được của anh. Em chỉ đặt được của team mình thôi. Yeah, I know. Thôi, nhớ thôi. Phải nhớ chứ. Anh phải sao anh nhìn biểu tượng anh không nhớ là cái gì đâu. Ok, được rồi. Không sao. Rồi. Để em đọc lại một tiệm. Một, 2 giây, 2 giây để em đọc xem mà nó có được gây thêm đam khi mà có nhiều mark trên người không. On character cộng 1, 4 bao nhiêu tức không? Piercing đam, oh, 4 mark cực bao nhiêu? À, chỉ được ăn 2 piercing đam thôi, chán ấy. Ok, thế thì basically là ông này sẽ có thêm, Desdemona sẽ có thêm một blessing. Một blessing và thằng này sẽ ăn 2 piercing đam. Crusher cuối tuần sẽ ăn thêm 2 piercing đam. Ok, cuối tuần nó hả? Hay cuối tuần em? Không, cuối tuần em. Cuối tuần em. Rồi. Tất cả mọi thứ đi xuống cuối tuần của em. Rồi, ăn 2 piercing đam. Ok. À, em sẽ bình tĩnh là gì? Hết action, em sẽ enter. Rồi. Ok, mark đầu tiên con người địch. Quay chung mất win. Đến đây, Elite Blaster. Cái gì hiệu quả? Tôi làm tiếp. Blast for Desdemona. Ok, lần sau là phải đến lần sau là phải kill ông ấy rồi. Chưa. Very nice. Ammo 6 nhưng mà di chuyển lên hiếp góc thằng xanh là được. Nó chạy ra sau thì có tôi đợi sẵn ở đây. Nó chạy ra trước thì ăn đỏ. Okay, area effect là fray. Fray của nó là 3. 3 đam không pierce. Pierce giảm 2 là bằng 1. Rồi, sau đấy gây 1 đam piercing nữa. Hết. Ok, Desdemona sẽ ăn 2 đam piercing. Sẽ tưởng tượng. Để sao mà ý có phận à, nó không đi vào được đúng không? Bởi vì nó đây cũng 2 action mà. Nó chưa di chuyển. À thế à? Nó di chuyển rồi. Bên nào của ai như kiểu trong ống ấy nhỉ? Nghe. Đó. Ken thì phải. Ok. Có nghĩa là cái quầy. Hết chưa? Hết rồi. Ok, tên người chơi. Tên người chơi. Let the party begins. Wee. Một hai ba bốn. Em đi ngay hàng này nó có bị slow không ạ? Đó, em đi có vào hoặc ra bất kỳ cái ô nào bên cạnh đó là bị slow. Vậy thì mình đi đến đây. Bom chơi luôn. Đết nó luôn. Ok. Party favor. Wee. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nếu mà roll là 5 thì ăn thích. Throw an explosive mine into a free range in range 3. When any character enters that space, it explodes. Medium blast. Enter that space có nghĩa là đứng ở trong đấy sẵn thì nó sẽ không enter đâu. Nên đặt lùi về sau một tí. Ý là cái đạn hiểu cái này nó giống như là kiểu giật cho mình xong rồi quăng lên trên. Xong rồi nó xác định được là có hoàn hàng nào đó trong đó thì nó sẽ nổ. Chứ không cần nhất thiết là phải nó cần phải đi vào. Đi được ngoài vào. Nó cần phải đi vào. Vậy thôi. No explosive for you. I have another one. Another one. I have a lot of toy to play. Ví dụ nha. Long story short. Ví dụ em quăng cái mìn như đây đi. Hoặc là nó ở trong đấy sẵn rồi. Ví dụ như nó di chuyển ở trong đó thì nó có nổ không? Someone moving in that area. Em phải ném cái mìn này vào free space là không gian không có ai. Và khi mà bất kỳ nhân vật nào đi vào cái không gian đó, nó nổ vào medium blast. Cái mìn của em là 1 ô. Ok. Ném quả mìn. Move có được tính là một action. Move được tính là một action đúng không?
Move không là một action. Move không là một action. Ok. Carnival with party flavor. Party flavor để cho nó một cái này đi. Like this. Nhưng mà nó dở xuống này. Rồi... À là đi như nào di chuyển đi em? Từ từ nhá. Đâu rồi đây? Point 1, 2, 3. Có thể đặt một cái... đặt một cái mìn với cả hai quả bom để lóc cái đường của nó, bắt buộc nó phải đi vào ấy. Ừ đúng rồi, kiểu cá đang muốn block cái chỗ này lại nè, cá đang muốn block cái khung này lại nè. Cho nên là mình lùi xuống 2 ô, hoặc mình lùi xuống 2 ô xong là hai quả bom ở đây và đây, đây và đây. Để copy luôn nha. Giữ chuột trái. Đây, đặt vào đây và đây. Làm sao để copy cái bom này? Đây và đây. Ctrl C, Ctrl V. Đây, 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 đây. Em đặt đâu ta, một cái bom ở đây, một cái bom ở đây, xong đặt quả mìn cái vùng đỏ anh kéo nó xuống đây giúp em. Cái gì đây vậy, cái nào? Cái ô quả mìn. Cái vùng đỏ ô quả mìn anh kéo xuống đây giúp em. À, đây là của thằng này. Nó. I need to draw. Yeah, you need to draw yourself. Yes, yes, I need to draw myself. Thì yeah, explosive này chỉ có 1x1 thôi mà, khi mà đi vào nó mới nổ ra. 1x1 hả? Đúng rồi, cái party favor là có 1x1 thôi. Vậy thì có thể đặt cái trước sân nó, xong đặt hai quả mìn ở bên cạnh, kiểu góc đường của nó luôn. Ừ đấy. Vua mìn. Transparent. Ken quay quạt đi. Yeah. Oh, đây là mìn. Không có quạt nóng quá rồi. This is mìn. Quay thử ra chỗ nào không có mic ấy. Ok, rồi. Đây, đây, đặt thế hai quả bom đấy em đây. Di chuyển như thế nào để đặt được hai quả bom đấy? Dash lên rồi dash xuống à? Không, ở đâu, nó em vẫn đứng yên và nó vẫn trong tầm của em mà. Nhưng mà em cần dash, cái carnival, mây dash, mây dash, không cần. Thì không cần. Em sẽ giữ ngay cái dash đó. À, không giữ được. Nhớ nó là scale lại nhé, bởi vì hết tường là tôi hết scale ấy. Từ một cái dash qua tường đúng không? Không, tường đấy không qua được. Tường đấy không qua được, một cái dash lên đây. Xuất cho bom chạy lên, xuất cho bom nữa chạy qua đây. Rồi, ok. Rồi move, còn move 4 ô. 1, 2, 3, 4. Oh, no. Ấu rồi. Nhảy qua tường đấy là mất thêm 1 ô nhá. 1 ô, 1, 2, 3. Đấy, có gì qua đấy được không? Ừ. Rồi. Mất 1 ô là còn 3 thôi. Rồi, anything else? Teo. Mirai ơi, support tôi nhá. Hello mate, rồi enter. Ok. À, bạn có nghe mình không nhỉ? Tại vì mình vừa bảo bạn là stealth lại cuối turn ấy, bởi vì hết turn nó rộng hết stealth hay sao? Anh sẽ assume là nó auto stealth. À ok. Mơ anh rất nhiều luôn. Yay. Mirai ơi, cái gì bạn cầm hai trái bom mà bạn biết được thằng kia đã dùng ấy. À, nhưng mà stealth nó đứng cạnh thì nó vẫn đánh được, có nghĩa là impeller có thể đi luôn mà đánh được. Ừ, không sao đâu. Đúng rồi đó. Đó, 2, 3, 4. Hello. Hello. Anh ấy cầm cây giáo của mình, chọt cái. Nhạc. Yeah. 13. Oh shit. Đúng rồi. Đâu, coi. À, để copy paste hiệu ứng. Any soap 2. Đây. À, đây, 8. 8. 8 đàm. Soap bay qua tường thì có bị giảm 1 ô không nhỉ anh nhỉ? Không. À, đây là soap vào tường. Soap vào tường. Ồ, ok. Anh chuyển máu giúp em với. À. Charas. Anh cầm cái rào, anh cắm vào tường. Trừ 8. Collide. Cá bị slashed là một hiệu ứng. Khi mình di chuyển sẽ ăn đàm. Oh, fuck. And that's not good. I don't feel so good, man. Help. Yeah, có vẻ là bạn vừa đi vào trong tôn của chúng nó, bởi vì mình vừa nhận ra là thằng Quasar cũng có nhảy qua tường lao vào đánh bạn được. Anh này lập tức có rush một đi đâu nữa không ta? Yeah, đúng rồi. Well. Oh no. Chơi vàng mà di chuyển đúng không? Vàng mà bị đỏ target là ít dữ nhiều rồi. Không, yeah, nó di chuyển kém rồi. Những hai con có vẻ căng thật. Còn người chơi nào chưa di chuyển không nhỉ? Desdemon trong vòng này có vẻ là không. Mình di chuyển rồi. Thế có vẻ hết rồi. Đúng rồi, thế thì còn một tờ của nó thôi. Thằng vàng Blast... đi lóc ở bên ngoài. À không, Blaster đi rồi. À còn hai đứa bọn nó. Thằng Blaster còn một tờ nữa của nó. Thằng vàng tầm này thì đi ra chỗ khác chơi. Yay. À, actually Blaster dùng hai tờ nó luôn rồi vậy. Ừ, hai tờ nó. Còn thằng vàng thôi sao ấy? Thằng vàng thì đi. Còn thằng vàng thôi. Đau quá, đau quá. Đi ra chỗ khác chơi. Đi ra chỗ khác chơi bài các bạn. Có phải tên trước cái bước con đợi. Tôi dùng hai hành động để... À thôi rồi, dùng hai hành động. Ném bom khói.
Phải các bạn. Smoke bomb. Smoke bomb. Chạy luôn rồi. Chạy luôn. Không có kẻ độc đảo đây, tôi chỉ trốn thôi. Oh, for take the if the baby vodka is still alive in the Dagger Stale. Oh, in Stale. Biết cái gì là đang Stale. Được, cho nó đi đâu thì đi. Đây là sao nhỉ? Đây là đánh bị curse. Đánh bị curse. Còn... Oh, very cool, very cool. Còn yeah. Một curse, nó bị đay và nó bị blind luôn đấy. Biết cái gì là nó đang vô dụng rồi. Nếu mà nó không xếp qua thì nó sẽ vô dụng. Đúng rồi. Rồi, đã xong. Vòng mới. Round 3. Mới 3 resolve. 3 resolve rồi à? Oh. Tôi sẽ muốn tag tên đầu tiên. Ai? Ken. Ken. Ken à? Nên nghĩ là nên để cho ông cá đi trước để ông ấy teleport khỏi chỗ đấy đi đã. Ok, ok đúng rồi. Ông cá sẽ đang trong tình huống nguy hiểm. Ông cá. Ông ấy cần phải đi khỏi chỗ đấy ngay lập tức. Tôi sẽ để ra hai trái bom. Hai trái bom. Suối. Trái bom của tôi đâu rồi? Bên ấy thì cái slash nó là mỗi lần di chuyển là ăn một đam hay là ăn một lần một ra một lần một turn. Ok, phải cool. Có xếp qua được không nhỉ? Phải tự kill bản thân để xếp. Tự kill bản thân ạ? Đây anh cho cá một endless supply of bomb ở góc màn hình bên phải. Yeah. Mà kéo sang. Đấy thì nó sẽ đặt ở bên cạnh cái endless supply of plan của em ấy. Yes. Rồi, đã đặt bom xong. Đứng ở vùng cạnh thằng đỏ không thể dash được. Thì múc ra ngoài. Bước ra ngoài cái. Ok, bước động. Bước đầu tiên sẽ tốn 2 ô vì đứng cạnh nó. Vậy là em còn 2 ô. Đúng rồi. 1, 2. Đá vào tường tốn 2 ô nữa. Thế là không nhảy qua tường được. Em còn 1 tốc mà qua tường cần 2 tốc. À, dash. Dash qua thôi. Ok, move đã rồi dash sau. Move, 1, 2. 3, 4, rồi đây. 3, đây là 3. Đây là 3. Rồi, dash thì không được dash move nốt 1 ô nữa. Có thể move lên trên 1 ô. Có thể move lên trên được 1 ô. Rồi, khi mà đi nhận 4 đam. Nhận 4 đam cơ, đau hết. Đau quá. Dính bắt đi rồi. Lên đây. Rồi. Xong rồi, mới dash qua được đúng không anh? Đúng, dash qua được. Nhớ đừng nhận đồng ý quá nhé. Tôi, maybe, tôi, ông cá lại gần tôi, maybe tôi có thể rescue cho ông được. Đấy là 4 ô. 3 ô. À, qua tường ý là đừng vào gần hết, đừng vào gần, tại vì thằng kia ném lửa có AOE. Nó là vàng, nó sợ gì AOE. Là đứng trong khoảng cách là đứng trong khoảng cách cố định thôi. Chơi đúng rồi, hai ông mày rồi, quá giàu. Đây, đã đi. Đừng đứng sát, đừng đứng sát. Đứng trong khoảng cách cố định á, đừng đứng sát. Đứng trong khoảng cách cố định vậy nè. Thì thôi qua đây đi, ừ đấy. Và nếu tên này ông không làm gì thì sẽ được quyền kích nổ tất cả bom mày. Và khá chắc mục tiêu ông sẽ là con vàng đang chạy kia ấy. Yes. Thôi, có muốn kích nổ bom không? Có anh ơi. Rồi, xem bom nào. Coming. Một trên turn yours. Gamble, lăn D6. Tất cả bom nổ. Gây đam bằng cái trên D6 của em. Small blast. Ủa? À đúng rồi, small blast đúng rồi. Rồi ở đây là D6. Gạch chéo R. Đúng rồi. D6. Năm. Hai quả bom nổ chỉ bị ảnh hưởng bởi một. Thằng này sẽ ăn 5 đam, trừ giáp là còn 3. Ok. Boom, boom, boom. Boom, boom. Khá là hay. Cái tên rồi đúng không? Yeah. Em không còn cái gì để dùng nữa. Em hết tên. Ok. Em gain stealth. Yep, stealth, auto. Reaction. Nói tên này, mình đi trước thì mình sẽ gain được 3 blessing cho ông Death Desmona. Cái resource, cái resolve. Nãy giờ mọi người nói nó là cái gì vậy nhỉ? Limit Black Hair. Ok. Nó kéo cả che rửa lên à? Trắng hết. Rồi, nó move. Rồi. anh ấy. Một bánh sao để che rửa thế này? Bác kéo chưa? lát nữa cho em đi đầu để em dùng cái resort của em nhé. Bước ra đây. Em đã làm một trò cực kỳ hay. Flash Fire. Check phát. Chiu. Được. Vừa đủ à? Mày cool. Vulnerable. Ngỗng. Và bị soft high. Vulnerable. Take one piercing damage twice. So mình đi đâu à? So xa thế cơ à? So high. Nice. Kết tờn. À, thế thì chưa dùng được cái ability của mình. Con này okay, như chơi bom online. It take one piercing damage twice. Có nghĩa là ăn 2 down nhỉ? Đúng rồi, 2 down. Vulnerable. Nên là 1 piercing thành 2 piercing. 4 down. Cái này thì có tự hết không nhỉ? Hay là phải làm gì? Vulnerable phải cure mới hết. Đây là condition. Đúng rồi. Cho cái vỡ trái tim. À không, em tự kill bản thân ngay đây. Ok, kill đi. Ok, thì đến tên em nha. Em sẽ tự, đối với là Mason, em tự kill bản thân này. Tự đồng hết cái vulnerable này.
Rồi. Em sẽ move 1, 2, 3, 4. Kier còn một vài benefit nữa. À không, Kier thì save qua đều 20. Phải roll save à? Đúng rồi. Và em nhận 4 vigor. 4 vigor. À thế thì biến cho tí. Thế thì đầu tiên là mình sẽ tự bless bản thân một cái nhỉ. Đây là thôi. À thôi chẳng phải bless bản thân đâu. Tự roll một cái đi. T20 plus D20. 10 cộng là save. 15 qua. Nice. Và được 4 vigor. Rồi em sẽ move 1. À không, không phải move. Em sẽ đứng đây luôn. Và mình sẽ combo. Rip thằng nếu mà đứng đây thì nó sẽ bị cạp nhỉ, bị cạp thì mình sẽ move lại 1, 2, 3, 4 ở đây, đứng ở đây thì sẽ rip thằng này rồi free, đánh đi auto hit và nó sẽ auto gây 1d6+3. Ok, 1d6+3, 7 piercing damage. 7 piercing done. 7 piercing damage và nó sẽ trigger một cái effect là triệu hồi một con troll ở ngay bên cạnh này, kéo ra nó. Ok, come here my troll. Hey, sau khi rip xong thì một cái xúc tu mọc vào từ người thằng này, nó biến thành một con quái vật bạch tuộc. Hey. Nice. Hello. Right. Và ok, thế em sẽ hết turn. Hết turn thì control của em nó sẽ di chuyển. Nó sẽ plus 2 tick and be 1 to un. Right. Thế thì nó sẽ move 2 to un action flow. Action flow là nó sẽ move 2, nó sẽ đi ở đây. 1, 2. Yeah. Một. Nó chỉ đi được 1 thôi. Vậy là nó move okay. Vào trong tầm. Ok, nó đi ở đây và nó sẽ gây hai đam cho thằng xanh. Ừ, hai piercing đúng không? Hai piercing damage. Ok, và cái giúp tôi bị tụt là cắm dễ. Nó biến lên một cái plan. Biến lên một cái plan ở đây. Ta-da. Very good. Ok, vứt control này để chỗ cũ. Plan đấy là difficult và dangerous đúng không? Hay là chỉ... Nó chỉ là dangerous thôi anh ạ. Ok. Đó, quá nhiều tụt. Ok, và khi end turn của em thì mỗi người có blessing của em sẽ ăn một... sẽ được một blessing này, từ là một blessing. Sau đó là thằng nào đang dính curse của em thì sẽ ăn một, sẽ ăn hai piercing damage. Thằng crusher sẽ ăn hai piercing damage. Rồi, hai pierce. Ừ. Yeah, đau quá. Và thằng xanh cũng ăn hai piercing nha. Anh nhớ trừ cho nó. Thằng hai cũng, thằng xanh cũng hai piercing à? Hai hay một? Tại vì hai. Nó không có mark nào của em. Nó bị control đánh. Ok. À không, một piercing thôi, đúng không? Nó sẽ move hai và ăn một piercing. Yeah. Oops. Okay. Move đi đâu? Rồi. Nó move vào đấy và ăn. Ok. Ok, em end turn của em thì em sẽ cho họ một blessing nữa. Ba blessing rồi. Đó, end turn của địch. Very cool. Bạn thanh niên crusher này. Đây là bây giờ yếu rồi, bloody rồi. Anh phải recover thôi. Recover. Lan ba cái D20 cho ba hiệu ứng. À một cái là mark của em không thể bỏ được. Hai cái là mark của em không thể bỏ được đúng không? À và nó không thể hồi máu luôn. Rot. Can be killed, can gain benefit from Giger và gain cơ 1 on all set. Ồ, thế thì thôi. Ha! Đầu đấy! Cảm thấy bản thân mình đã dần thối dưỡng. Quá là khó chịu. Basically là em muốn thằng nào chết, nó sẽ phải chết. Yeah, thay anh thế này là dần dần gần đất xa trời. Ok, anh ấy sẽ... không thể cứu bản thân, liều chết! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, đứng ngay cạnh luôn à. Both of you to send my tear. Ok, anh ấy grapple. Grapple. Mark. Wow, Nuffle must save attempt to break. Solo nào? Solo. Become unable to see. Solo. Cool. 1D20. Nhẹ. Khi em muốn đi ra. Muốn đi ra. Ừ. Em tưởng. Ok, không sao. Không muốn đi ra thì chả cần làm gì. Đứng đấy solo. Ừ, cái đứng đấy thôi. Yeah, chỉ có mày với tao ở đây. Rồi, hết turn người chơi. Còn Desdemona và Ken. Em sẽ muốn lấy turn này. Em sẽ muốn lấy turn này. Okay. Em có hai câu hỏi. Ok, đầu tiên là em đứng chỗ đây thì em có thể target được nó không? Anh thấy cái dấu mũi tên màu xanh không? Được, cover. Rồi. Cái câu hỏi thì em không quan tâm cover. Em không quan tâm cover. Cái câu hỏi thứ hai là nếu cái con em muốn target nó đứng sau lưng một thằng đồng đội khác của nó thì em có target được nó không? Được. Ok, thế thì em sẽ bắt đầu di chuyển. Đến lúc execute rồi. Một này, hai này, ba này, bốn này đứng ngay đây nè. Đấy, em sẽ sử dụng cái Strafe Shot bắn vào cái con pháp sư nhiều máu nhất. Rồi, bắn đi ạ. Effect you may dash one, em sẽ không muốn dash. Ok. Ok. Và em sẽ có cái blade ngỗng cho tôi ấy là tôi có nên dùng không nhỉ? Nó cho cái gì nhỉ? Nó cho một bonus dam và piercing. Em sẽ muốn dùng cái đó luôn. Ok. Ok, là hết blessing. Và em có hai bull. Rồi. RD20. Hãy crit. Crit chắc rồi. Chắc luôn. Không, lấy hai bull thì nó chỉ lấy cái bull cao nhất thôi, nên là vẫn phải roll trên 2 mới.
Chẳng lẽ là không ở chẳng lẽ không? Quyết rồi. Grit rồi. Ok. Grit thì sẽ roll thêm một dam, sẽ roll thêm một die mà đang có 2 die vậy sẽ là 3 die đúng không? Ừ, 3 die, roll 4 die lấy 3 cái cao nhất. Ồ. Oh. Mạnh. Yeah. Roll 4 die đúng không? R4d10. Ủa, 3 chứ, 3 lấy 2. Grit được 2. Em đang có cái bonus dam ấy từ từ cái blade thì là 3. Roll 3 lấy 2 đúng không? Em được thêm cái crit nữa. 2 lên 3. À đúng rồi, 3 lấy 2, đúng rồi. Ừ. Nếu trước kia ông có 2D sẵn ở trong đam thì nó sẽ là 5. 5 và 6. 11. Cộng thêm 3 là 13. 13. Cộng thêm 2 là 13. Ok. Tiếp theo là một đóng hiệu ứng vào mặt nó. Trước tiên là blind với đây trước này. Blind. Sau đó daze. Blind đây, sau đó em sẽ muốn teleport nó 2. Ô, em sẽ muốn teleport nó ra đây. Teleport vào cái xúc tu ấy thì nó sẽ ăn thêm hai cái dinh đam hết nữa. À không, teleport vào thì không ăn, nó phải đi mà cơ. Ok, còn hiệu ứng gì nữa ta? Từ Ace và đó, ok, you may dash one, ok, em được dash one. Em sẽ muốn dash đi, có lẽ nên giữ một khoảng cách cố định, không nên chạy quá xa nha. Hay là chạy quá xa chặn đầu nó luôn. Em, anh đợi em một tí. Ok. Em sẽ muốn dash qua đây. Rồi, đó là dash 1 rồi đúng không? Ừ. Rồi, release on low là 2 energy dam. Exactly, run 3. Là cái thằng impaler nó sẽ ăn cái bising dam đó nhưng mà nó có giác đúng không? Đúng rồi. Rồi tiếp theo sẽ di chuyển cái con này thêm run 3. 1, 2, 3. Consummate, rồi. Ủa, em vừa có gây dam cho thằng đỏ không? Để anh keep track. Em gây 2 energy dam nhưng mà nó có giáp rồi nên là nó không ăn được. Ok. À dạ. Yeah. Rồi. Xong rồi nhá. Thì effect cuối cùng là dash 3 after strike not resolve. Và em là em đắp bắt buộc phải dash 3. Ừ. Em sẽ muốn dash đi. Em có dash qua được cái tường màu xanh lá cây không? Xanh lá cây nhạt không? Bên phải ấy hả? Không đủ. Dạ đúng. Dash 2 là còn 1 nhưng mà cần 2 mới qua được tường. Ok, em hiểu rồi. Nãy đang impaler thôi. Vậy nếu ví dụ sau cái dash 3 này em còn có một cái ability cho em dash 1 nữa thì em có được dash của đấy không? Hay là phải trong cái turn đấy em phải được, em trong cái lần đấy em phải dash qua cái tường luôn? Không, mỗi cái là riêng. Dạ, ok. Em sẽ muốn dash 3 đúng không? Đúng. 1, 2, 3. Ok, em sẽ muốn đứng đây. Rồi. Rồi tiếp theo là em lại ace gain cái stand và cuối cùng là em sẽ stealth. Ok, chắc là hết rồi đấy. Ừ. Đứng đấy thì stealth nó vẫn lao đánh được nhá, nhưng impaler ấy. Đứng đấy stealth. Ok, thế thì còn một cái nữa. Còn một cái cuối cùng. Đó là khi mà có cái stand thì em được dash 1 nữa. When you take this stand and when it refresh, you may dash 1. Ok, dash 1. Em sẽ muốn dash qua đâu. Ok. Nếu mà nó muốn đánh, nó bắt buộc nó phải đi qua đúng không? Rồi, làm đời sống khó hơn cho nó. Em muốn gì màu nha. Em muốn bằng mọi giá em phải dí được con xanh, dù em có ăn đan thì em cũng chấp nhận. Ok, em okay. Rồi, và thằng impaler sẽ lấy luôn turn, nó cố gắng punish em. Bước vào, nhận lập tức 2 piercing. Rất là dedicated đến công việc. Anh ấy impale vì trước đã spike rồi, anh ấy có combo 13. Đúng. 11 đạm. Tốc 4. Ok, 11. Bay vào tường. Collide. Bay. Bị slash và stun. Okay. That's not good. Là có những hiệu ứng gì ạ? Để em một tạm. Slash là khi di chuyển, nhận đạp, một lần một turn. Ok. Stun là không thể interrupt cái hành động tiếp theo bạn làm, kết thúc ngay lượt của bạn. Và sau đấy cái status stun kết thúc. Move cũng là một hành động. Có vẻ là khá là punishing. Là cụ thể là như thế nào? Em không thể bắn nó hay là em bắn em nó? Em có là thể làm một turn. Thứ trong turn và lập tức kết turn. Là coi như là em có một action hoặc là chỉ được movement một lần thôi. Đúng. Đúng rồi, chính xác. Ok. Ui, đau. Rồi, sau khi đấy, anh ấy đi hết rồi nhỉ? Hình như đi hết rồi. Rất nhanh rồi, dự kiến. Và hết rồi mà, hết luôn. Mày chơi, thế nhưng còn gì? Mỗi Desdemona thôi. Mình có thể, mình đánh trước rồi mình đi cũng được mà đúng không? Đúng. Đúng rồi. Hay là, ok. Em sẽ xoay ghét một cái này. Đấy là chị có thể đi qua đây và giúp em xử lý thằng Crusher được không? Nếu mà xong tất cả thằng Crusher mà chết thì em có thể đi lên và rót thằng pháp sư để nó không còn máu. Thật ra là mình định đấm thằng Impaler rồi chạy thằng đấy.
nên là oh, ok thế thì mình sẽ xuống đấy và mình đánh thằng Crusher. Bây giờ tính toán hơi sai rồi. Mèo rút ra đây là gì? Đây chính là đừng bao giờ lại gần bọn đỏ. Lại đang đứng cách 4 ô rồi đấy. À thì nhớ đo trước khi enter là được. 4 ô anh ấy bảo trong tầm di chuyển của tôi. Ừ. Sao ghét là anh nên còn để cho anh đắt thẳng ở phía sau đúng hơn. Nên sao anh đắt ngược lại, sao anh đắt thì sao thế nó không đuổi được. À, nhưng mà 4 ô mà nếu nó vào tầm gây của em thì nó phải mất 2 speed đúng không? Hả? Em đi vào mình không mất, đi ra mình mất. À, okay. Và nó mới đi một 3 ô thôi. Đây chị đứng ở đây này, nằm ping ấy. Đứng ở đây chị có đây phát gì không? Cái chỗ này là mình sẽ enter ở đấy hả hay làm sao? Đấy là di chuyển thôi. Có thể dash thêm nếu muốn. À không, tại vì mình muốn đánh thằng này chưa. Vậy thì bạn đi. Ờ đây đánh đi không sao. Em quên xử lý thằng ở đây. Oh, it's fine. Ok, mình sẽ dùng It's fine. Tôi có khá nhiều khả năng ngoài cái việc đánh thưởng. Chỉ chịu khó bước vào bất hai đam có rất nhiều trò để làm, có thể thon nó. Ờ đúng rồi, nếu mà thon được thì tốt. Bởi vì bây giờ nếu mà họ đánh không ken thêm một phát nữa thì rất có thể họ chết ngay lập tức. Ờ tôi sẽ cố xử lý vậy. Ông cứ lo cái con trước mặt ông đi. Ừ, tại vì nếu mà xong rồi thì tôi có thể lại gần chỗ đấy được, lại gần chỗ đấy tôi có thể kill ông được không? Mình đang đọc xem nên dùng cái nào. Ok. Mấy cái mà hatred là thon đấy, là nó đánh người khác thì được resistance. Rất là hay trong trường hợp này. Cái hiệu ứng của cái nó ấy của em là em mới được mu xong rồi đánh không, hay là em chỉ được mu hoặc là được đánh thôi anh? Một thứ. Là chỉ được mu thôi, mu cái xong ability của em. Thì nếu mà có move và làm việc khác thì em được dùng cái ability đấy, toàn bộ cái ability đấy. À, tức là em vẫn được move xong rồi em được dùng một cái ability? Không. Hay là sao? Không, không. Em move hoặc là ability, nhưng mà nếu ở trong ability của em có dash gì đấy thì em vẫn dùng bình thường. Chỉ là một ability thôi, hoặc move. Ok, vẫn còn cứu được. Chưa ấy lắm. À, có cái low blow này hay này, đánh nó trong kéo nó vào, thì tụi xe lên được không? Mình sẽ, ok. Bây giờ mình sẽ taunt nó bằng một action, tại okay. Vì nó trong range. Rồi. Từ nhá, để mình copy vào. Nó xảy ra, không phải lăn gì cả. Hatred là sao cái nào đây nhỉ? Là cái... không, hiện đang tìm cái symbol okay. Để thể hiện cái đấy thôi. Rồi. Sau đấy thì mình dùng low blow. Cho cái chấm đỏ, đấy là cái dùng nhiều nhất. Low blow thì nó sẽ bị slash. Đánh trúng. Có thể rush mode đánh. Cái đòn đánh này phải đứng ngay bên cạnh đấy, nó không có range. Thì bước lên thôi. Mình chờ tí. Thế á, em tưởng là nếu mà nó không có range thì nó sẽ dùng cái range của basic attack ấy. Không có range thì dùng là không là adjacent. Ok, I can understand. Vậy thì mình sẽ working to do fine. Mấy cái hiệu ứng nó dính vào em là tên sau là em xong tên nó sẽ mất hay là em phải say nó mới mất? Chỉ có cái stun là xong tên mới mất. Còn cái slash là mỗi tên. Slash là khi nào em được kill thì được save lại. Còn nếu mà em không kill thì cứ mỗi tên em sẽ ăn một lần đam. Đúng. Bao nhiêu đam anh? 4. Đẹp. Nói chung là ông này tự kill bản thân được không? Nhưng mà có thể tôi sẽ roll không ra cái gì cả. Còn nữa là ăn 4 đam ghi trần. Yeah. Anyway thì xong mọi người reload xong thì tiếp nhé. Đang chờ bạn chờ reload. Ít nhất là con pháp sư đã bị blind với đây rồi. Ừ, nó không phải làm gì trong tình huống này. Tí nữa anh đặt drop lại nó mà nó không thể được kill luôn. Nó sẽ bị blind hết trận. Mình sẽ di chuyển lên đây. Ok, 4 ô. Và sẽ phải đi qua một cái ô này. À, 3 ô. Nhận 2 piercing damage. Hay là và mình sẽ low nó. Ok. Nếu mà dùng cái effect, dùng cái blessing thì chỉ có dùng hết cả 3 blessing và kích hoạt cái slay effect của em. Em sẽ kill luôn cho ông bên cạnh luôn. Cái đấy sẽ hoạt động như nào nhỉ? Mình ok, đầu tiên là rush mode, đi mode. Rush là khi di chuyển. Cái nào? Blessing ấy hả? Blessing của em. Blessing là lựa chọn là được, dùng là được. Không, cái đấy là thêm gì á? Thêm piercing damage và bonus damage. Pierce là qua ammo. Mình sẽ dùng cái đó cộng với cả... Ok, mình sẽ dùng cái đó.
Và bây giờ cái low blow thì mình phải roll 20 rồi. Rồi, đầu tiên là di chuyển một ô, rush một. Rush là khi di chuyển không nghĩa là... May rush thì có thể rush hoặc là không. Oh, may, ok. Rồi, lăn D20. Mình sẽ đứng đây luôn. D20, để xem chính xác không. Chúng thì đây cũng fray, trượt thì fray. Trượt, fray là 4 đam. Là... Piercing đúng không? Dùng cái blessing thì là piercing. Thế nó không giảm gì cả. Ok, và nó sẽ trigger và... cái save của em bị... là... Nó sẽ bị flash với cả là... Khi mà mình hết turn thì... Mình sẽ có Vigilance cộng 1. Cái này mình quên mấy lượt trước. Rồi, hiện tại là vòng 3, bạn đã có 3 Vigilance rồi. Hồi nãy ngỗng định nói gì nhỉ? Anh được kill. Tôi được kill hả? Đúng rồi, okay. Slay effect của em. Chị dùng 3 Blessing nên. Cái đấy là từ dùng 3 Blessing là auto của Slay à? Ừ, khi còn bất cứ một cái Slay effect nào của em. Thank you very much. Đây. Dùng luôn 3 Blessing, rồi. Đó, để kill cho người điệu. Lăn D20. Có được cộng boon hay gì không? Nếu trên người của ông có blessing thì có thể spam blessing để cộng boon, nhưng mà ông nó không có hay là không có. Ok. Kiro nói, ông bỏ cái effect nào? Yes. Mất slash. Bỏ sun in slash. Slash đúng không? Ok. Lăn được cho hết tất cả mọi thứ. Thế à, tất cả mọi thứ à? Đấy cool. Để... Không, lăn một cái nữa cho stun. Lăn cái đấy cho stun. Mất luôn stun thì bú này. Thì ngon luôn. Ui, thầy vãi ui, nước đi gamer. Trời ơi. Ui giời ơi. Chúng ta sẽ gamer quay lại với khả năng của Fleur. Sau khi attack là chuyện gì xảy ra? Vẫn còn effect. Slash. Thằng này bị slash. Rồi, gì nữa? Vậy là có combo hả? Từ nhá. Nếu mà đã dùng một lần rồi dùng lại lần nữa thì được combo. Đấy là trong turn sau. Turn rất hiệu quả. Anh có muốn làm gì nữa không? Mình... Từ từ nhá, mình hết action rồi mà. Đúng rồi, có cái gì mà free action không? Không, mình không nghĩ là mình có. Ok. Mình không nghĩ là mình có. Ok, và bây giờ sẽ là turn của địch. Elite Blaster lấy 2 turn, nó sẽ đi trong round này. Nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm gì indeed sẽ... What will he do? What will he do? Ôi nhưng phải nhớ là đây là round mấy? Đây là round 3. Rất có thể, tận round sau là sẽ bắn một cái ulti của nó. Ok, well, they maybe could do that, or not, or làm cái này, works too. Đầu tiên là sẽ Amber, Flash là cái terrain của nó. Terrain của nó, what makes them small, black, rank 6. Điên chính trở nó bị blind đúng không? À đúng rồi, nó bị blind, nó không nhìn được xa đến thế. He is not a good man with... Thì cần xóa cái ô này, how to, đây. Vậy thì thế này. Move rồi đó. Thế là Flash vào đây. Ouch. Oh. Hey, dude, that root. Rồi flash fire. You motherfucker. Vulnerable. On map twice. Oh, that's hurt. Soap twice. Nó đẩy mình 2 đúng không? Có nghĩa là mình auto thoát khỏi cái soap của thằng kia rồi. Cái kia là cái mark, không phải là ra thì hết. Và xuống đậy. Đó, ra khỏi cái tầm gần nó rồi đấy. Đúng rồi. Yay. Sẽ nhận tổng cộng là 4 đam. 4 đam. Là hết, vừa hết 4 vigor đúng không? Hay là nó bỏ qua vigor của em? Piercing bỏ qua vigor. Oh no, that's not good for me. Thì anh check lại cho chắc chắn. Nó đứng đó, nó target được ngỗng ha. Cách 2. Cách 2, đúng không? Piercing, yeah, where is piercing man? Khá chắc là qua được, anh nếu có chắc gì anh sẽ bảo là sao. Yeah. Nó qua được anh ạ, em vừa đặt không? Ok. Out. Rồi, turn thứ 2 của nó. Thằng này có khi chạy nhanh. 2, 3, và nó kill bản thân. Để kill bản thân ạ, oh. 2D20. You motherfucker. 7 cộng 17. Mất blind. Còn dazed. Ok, vẫn còn dazed, vẫn tốt. Round 4. Round 4. Right. Cho phép em xin cái round đầu tiên thôi nhé. Có vẻ tình huống của ông có nguy hiểm hơn tình huống tôi đang đối mặt với thằng này không? Tại vì nếu mà tên tiếp theo mà thằng Impaler này tag tên thì khá là nguy hiểm. Nên là tình huống của ông có nguy hiểm bằng không? Không, ông có thể giải tag tên. I can get you that. Tôi, ok, cảm ơn ông. Tôi xin cái tên này trước. Không sao, có gì đâu. Ok, em muốn hỏi anh là em muốn đi ra đây. Đâu? Đi sang ô đầu tiên sẽ mất 2, đi sang ô thứ 2 sẽ mất 4. Vì đi ra khỏi cái ô đỏ của nó. Em vẫn còn bên trong ô đỏ mà em tưởng lúc mà đi ra ngoài thì mới mất luôn chứ. Exit từng ô đỏ. Là... Từng ô đỏ là đều sẽ bị mất 2 speed. Ok. 1, 2, đứng đây đúng không? 3, khá, ok, cứ trước tiên cứ di chuyển đi đã. Di chuyển. Phải
phải thoát khỏi thằng đỏ này đã. 1, 2, ok, em đã hết, em di chuyển đây là em đã hết speed rồi đúng không? Đúng. Ok, em vẫn còn cái ace. Ừ, sẽ nhận 2 đam từ đi vào vùng nguy hiểm. Ok. Có lên, thắng được. Đây, ace, để kể đã, phải làm cho chính xác. 3. Có một câu hỏi, đây chính là ông có thể giết được thằng Quasar Hunter này không? 32 máu hả? 18 máu. Chắc là không, tại vì đam của tôi sẽ là D10 cộng 2. Mà có crit hay có gì lên thì cũng khá là khó để có thể giết được nó. Đó là question. Con pháp sư mất blind với ấy rồi đúng không? Nó mất blind rồi. Còn bây giờ đây, ok. Ông muốn tôi target vào con đỏ, con crusher không? Hay là vẫn target vào con pháp sư? Pháp sư, nếu mà không giết nó luôn. Ok, sẽ không giết được con đỏ luôn. Em sẽ sử dụng một action để dash tới đây. Là ra khỏi cái ô vàng rồi đúng không? Giờ em sẽ đứng cách con này chính xác. Bio, ok. Nhưng mà target vào con đỏ thì em lại được cái kích hoạt cái kia là em lại có lại cái ace. Em sẽ lại muốn target vào con đỏ đấy. Ok. Ok. được thì nó có thể chết ngay từ sau. Sẽ đổi rod qua con pháp sư là nó sẽ không bao giờ có thể tự kill được bản thân. Ok, em có 2 bull. Em có 2 bull đó, coi em có crit không? Cố. Có crit. Very nice, xem có chết nó luôn không? Luôn cao là chết luôn. Ok. Rồi. 2D10 đúng không? 2D10. 13 đam. 13 đam. Ok, nó sẽ giảm 2. Con này có giáp thì thôi như bỏ qua cái 2 cái Unmarine Dam đi. Không, cái đấy là một instance khác thì lại giảm 2 tiếp. Alright. Con này nó có I see. Nhưng mà thằng xanh thì ăn đam vậy? Thằng xanh có bị ăn cái Unmarine Dam đấy không? 1, 2, 3. Trước tiên thì trước khi mà nó ấy thì cái trigger đầu tiên ấy thì em sẽ teleport thằng Crusher đi 2 ô. Đi đâu? Em sẽ muốn teleport nó ra khỏi chỗ ngỗng. Ngỗng muốn teleport đi đâu ngỗng? Teleport là bay thẳng ra ngoài cái tường ấy. Teleport đúng không? Đấy, teleport là bay ra tường này. Teleport có bay thẳng ra khỏi cái tường được không anh? Được. Đó, thế được. Là hay bị target. Sẽ ở đây. Rồi. Rồi, thằng tiếp theo là dash một, ok, em sẽ được thằng đó sẽ bị đây với blind. Rồi em sẽ được dash một nữa. Em sẽ muốn đứng trùng mồ với cái con triệu hồi của em. Ok, có được hiệu ứng gì không? Và cái thằng pháp sư kia sẽ ăn 4 Unerring Dam. Một phát là từ cái Strafe Shot là Exit. Thường một phát là từ cái con summon của em. Ok. Ok, tiếp theo là vì em đã target vào một đứa còn dưới 50% máu, kích hoạt cái hiệu ứng Bloody thì em sẽ được refresh lại cái Ace. Ok. Và cuối cùng em sẽ được dash 3 với dash may dash 1 từ cái A nữa. Em được dash 1 tùy ý và phải bắt buộc dash 3. Rồi. Từ từ để em sẽ bỏ cái này lên để em dễ dash. Rồi dash 3 nè. 1, 2, 3. Không, khá chắc là sẽ không muốn đứng trước mặt con đỏ. Ok. 1, 2, 3. Em sẽ muốn 1, 2, 3. Rồi em có thể coi nó là người chết rồi được. Em sẽ muốn nó, em còn cái dash 1 tùy ý nữa đúng không? Em sẽ dash lại lên đây. Okay. Và em sẽ gain cái steel. Rồi. Rồi, turn anh. Em xin turn tiếp theo được không? Turn quái. Tên quái ạ? Nó làm gì ạ? Dash nhiều quá, có khi không tốt. Đúng rồi, chính xác. Ô, nãy giờ mấy resolve rồi mọi người? 4. Tổng 4. 4 là 4 rồi. Nice. Muốn dùng luôn hả? Nghe cho sướng. Nếu mà được thì có thể cho em xin cái resort. Em có thể làm một trò cực kỳ hay với cả con boss. You can take it. It's for em you. Em có thể knock linh hồn nó bay ra ngoài. Ok. Được rồi. Yeah. 2, 3, 4. Đi như thế này. Anh nên Impaler đi. Rush 1. Không thể bị chậm. À, một, con rút, nó đuổi trong kia. 1, 2, 3, 4. Oh shit. Ăn 4 đam từ slash. Cái ơi. À, ammo, cộng lại 2. Spike. Cái ơi. Vào cá. Cố lên. Trước. Dưới 10. Trước. Nhưng mà vẫn bị hiệu ứng đúng không? Không bị gì hết. Bấm gì? Frey và Soul 1. Có trúng hay không thì vẫn là... Nó không có 2 strike.
when đây là không nhận frame. You may teleport one space, then leave a bomb in adjacent space. So technically, em yeah, teleport đi. Được. Một ô đúng không? Đúng rồi. Đi đâu? Phán khỏi hồi luôn. Ok, nó tốt quá. Nó xốp em một tường. Bốp cái đặt quả bom. Như bom. Này. Và như nó bước đến. Bum. À, dẫn vào nó nổ không nhỉ? Không. Em có thể trigger ở trong tơn. Tơn người chơi. Yeah. Có muốn cho cá đi không? Hay là để ai? Chạy đi. Em sẽ cho cá chạy. Cố lên. Đừng nó thất vọng. Thả thêm bom. Rồi chạy. Nó đúng học kiểu nữa. Rất là... Anh đánh chưa? Học nữa hả? À không. Có một thôi mà. Ờ. Ok. Tơn em đấy. Đấy là hai action của nó. 2D play số 2 mà. Đúng rồi. Kết chế bom phải là action không anh? Nó có bảo là action không? Vừa rồi là... Vừa rồi là passive của em. Vừa là nội tại của em. Không tốn gì. Không phải tơn của em. Bây giờ mới là tơn của em. Không, nó không bảo là action. Rồi. Yeah. Ok, bấm cho bom phát. Bom. Ở cuối tơn của một người nào đấy em mới nổ được bom. Hay là okay. Cuối tơn nó luôn đúng không? Hay thế nào? Nó có thể nổ vào em đấy. Thôi thì em chạy qua tường cái đã. Ok. 1, 2, em chạy được bao nhiêu ta? 2, 4, 2 ô. Chạy qua tường cái là 2, xong rồi thêm là 3. Thì em thấy... Hay... Engagement với cả tường nó đều là cộng 1. Nên là chỉ tính cộng 1 thôi, nó không stack. Anh nhớ anh vừa ăn 4 đam từ slash. 4 đam từ slash. Rồi, đấy là hết tốc chạy thường. Ăn 4 đam slash nữa hả? Đúng rồi. Shit. Hãy cẩn thận nếu không muốn bị nó bắn. Thằng Watson. Nó bắn được á. Nó bắn được á. Quyền xấu đấy. Hãy nhớ là nó có thể bắn được tại vì nó không có blind được. Tôi đang muốn giết Capser. Ấy lộn, tôi đang muốn giết thằng Capser. Capser để nó tự chết được. Không cần phải giết. Nó bị ngỗng có thể giết được nó. Em có thể giết được nó. Yêu cá có blind không? Cá có thể target vào con xanh. Còn không có thì cá nên... Nếu mà muốn finish off con Quark Solo cũng được thì turn sau để turn em sẽ chuyển cái rod qua con Quark Solo luôn. Cũng được. Em có quả ulti nó ngộ nghĩnh lắm. Em gửi lên cho mọi người chung. Muốn dùng hả? Copy lên đi. 4 resolve. Giết con Quark Solo cũng được. Hai dài action. Lắm mộng. Nó là như vậy. Để xem nào, xem anh có cái gì. Múa đi. Múa đi. Mời bạn múa. Cái gì? Bình nào. Fireworks, fireworks, you gamble, you pour resolve to action. Mất hai action này. To strike, bring out the fireworks. Gamble, rồi vẽ một đường thẳng với cái số vừa lan được cộng 2. Bay khỏi bản đồ. Sau ấy đặt bản thân vào ở đâu đó trên cái đường thẳng đấy rồi đánh. 3 năm là nhân 2, 6 7 là nhân 3, còn 8 space tức là 8 ô ha. Nhân 4 rồi chờ tí stun. Có thể đánh con Quasar để lấy một cái stacked die trước xong rồi dùng cái ulti vào sau. Ulti 2 ra ra sau không. Ulti 2 không được tech turn nữa luôn. Để đêm dài lắm nên luôn. Kích khỏi server. I cannot. Em làm not từng thứ một từ trên xuống dưới. Từ từ nhá. Gamble. Lần đề 6. Lần đề 6. Dùng luôn à? Chẳng vậy. Copy paste rồi là để dâu cái gì đó. Gamble. Giết được con Lusher là sẽ có 3 người bao vây con xanh. Khá là chắc. Thế là ngon. Tôi giết được con Lusher liền à, tất luôn. Nói là nó sẽ cầm nó biến mất luôn. Nhưng mà cái của server lên, lên. Rồi lăn D6 nào, lăn D6 ý là em đang muốn thêm một cái gì stack dice. Em có stack dice không? Stack dice em có when... finishing blow hay slay không? Có vẻ là không. Thực ra nếu thế thì nên là tơ này giết con crusher bằng một cái gì đấy khác trước. Giết con crusher em có cái death này, nó sẽ chết liền. Có thể thử, có thể gamble. Gamble cái death. Không nó là dính cái là chết luôn á. Nó là 999 đàm bập biến mất. Nhưng mà ý có thể gamble xem là có đúng vào vị trí nó không? Có rơi đúng vào vị trí em quát sơ không? Đúng rồi. Wow. Nên là lấy cái gì đó chắc chắn hơn, chắc chắn tỷ lệ 90% trở lên là giết nó. Tại vì bây giờ chỉ cần gần như ăn đam là nó chết chắc rồi. Đánh thương thôi, đúng rồi, đánh thương thôi. Lên thường đi. Anh đứng ngay cạnh ba là nó sẽ có cái bull nữa là được cộng thêm D6 nữa, tỷ lệ dính cao. Hoặc là anh đát thêm 4 nữa ra để ăn cái tentacle của em ấy. Cũng được. Vì chuyện của đó xong lại xuống 1 ô là cũng đủ 3 để bắn. Vô tâm. Rồi, qua đây. Bỏ tentacle cái nào. Từng thứ 1. Bỏ tentacle. Được bull.
Rồi xuống xuống đây nè. Rồi xuống rồi ok đánh thưởng cái đi. Đánh thưởng. Có bùn không? Có bùn vừa nhặt lên. Có xài cái bonus damage luôn không? Có xài cái blade luôn không? Nó nằm đâu vậy? Hả? Cứ dùng đi đánh thường đi đầy 20. Đấy em ơi. Anh có 6 ôi cố lên. Nice. Lăng thêm một bùn đi anh. Thêm số 5. Từ đâu nhỉ? Bùn từ đâu nhỉ? Bùn từ đứng cách 3 ô là được ấy. Okay. Từ cái tray của mọi con vàng. Không, cái đấy là của em chứ. Đấy là của freelancer chứ. Mình là con freelancer thôi. Không có. Yeah, nhưng mà 16 trúng rồi. Ngáo. Kích blessing xong rồi cộng một đam kia sinh. Thế là xong, có thể nó sẽ chết luôn. Anh nếu kích nếu luôn đẹp. Kích lên. Anh kích, anh kích blessing luôn đi. Lăn 2d10 cộng 2. Đam xuyên giáp. Cố lên, giết được Quasari. Các giết được Quasari quả sắc được đái luôn. Nice! 12. Nằm. Chết ngay lập tức. Chết ngay lập tức. Yeah! Mức bật là kết liễu. Grenade! Quý! cho miêu tả đoàn kết liễu. Rất ném bom. Crusher sẽ thấy dưới chân mình có một trái nhìn như là cây gãy gỗ. Boom! Bạn boom. Bay sát. Crusher không còn tồn tại trong server này nữa. Disconnect rồi. Nó không còn gì hết. Theo nghĩa đen là nghĩa bóng. Khá chắc là xong tới anh đang đứng xung quanh cái vị trí đó phòng ngừa con xanh nó lại chạy đi đâu tiếp, hoặc là đứng vô phía trong đây một tí cũng được, tùy anh thôi. Nói chung là chắc chắn con xanh nó sẽ chạy, nó không thể xe của em được. Con bàn chạy đến Ken. Ôi đấy, mẹ biết anh móc đít. Anh giờ finger gun piu piu piu. Nó vẫn đang bị dính một cái curse. Đúng rồi đó. Đánh đi, đánh đi. 12 curse. Curse đi, curse đi, curse now. Curse đi. Trượt rồi. Yes. Nó có một bun không em? Nó ghi có một bun kìa. Hả? Bun. Nó có ghi có một bun kìa. À cộng một bùn, à thế thì bỏ qua. Rồi right. Tự động negate tất cả mọi thứ với nhau. Yeah. Okay. Dính rồi. Rồi, lập tức nhận 3 đam 3 lần, 9 đam. 3 đam 3 lần. Oh, that hurt. Oh shit. Oh, okay. Anh giờ phải biu biu biu. Ha ha. Má nó. Okay. Chọn okay. Cái ảnh meme dù vừa. Cẩn thận nha, nếu mà trúng tiếp là chết luôn được đấy. Okay. Against foes không có. Thằng này không ở đứng ở range 3. Hết. Nó không là gì nữa, mới có một action. Đúng rồi, turn của người chơi. Turn người chơi, ok, cho em xin cái turn này nhé. Em cần cái turn này. Ok. Ok, thằng Caster chết rồi đúng không? Ok, em sẽ đặt rốt tên thằng Caster. Mẹ mày, đây rồi. Đây là lúc. Đặt lên. Em không đặt được, xin một cái rốt lên người này nhé. Ok. Đặt rốt lên người nó. Và sau đó, anh có cần kill không? Anh Ken. Đâu, đang đâu dính hiệu ứng gì đâu. Kill con người lại. Anh có thể ăn lấy được VG. Nên nếu anh cần thì phải cho anh VG luôn. Tôi sẽ cần ngay, tại vì có thể con vàng này sẽ tag cái tên ngay sau đó luôn. Đó, nó hết action rồi. Ủa, chưa qua round mới hả? Ừ, chưa qua round mới. Ok, thế thì nếu có gì ngon hơn thì ông có thể làm, còn không thì kill cũng được. Được, thế thì em sẽ... ok, tôi đã rot nó rồi này. Rot nó rồi. Sau đó em sẽ dùng một cái... ông ấy dùng mất kia rồi. Pacified là cái gì nhá? Em quên là Pacified. Pacified. Yep. Gây nửa đam. Không ngon lắm. Sau đó em sẽ sâu thẳng vào con caster. Auto hit gây 3 đam. Ok. Auto hit. Auto hit gây 3 đam. Sau đó em sẽ move 1, 2, 3. Move vào sau tường. Okay. Từ từ. Em còn muốn đứng gần vào nó không? Nó kháng đam. Ether. Nó kháng Ether World. Piercing của em có move qua được Ether World mà. Có Unearing không? Không có Unearing. 2 đam. Không cần. Nó ăn 2 đam đi. Rồi. Ok, và sau đó nó sẽ bị siêu. Em di chuyển như thế nào nhỉ? Đây, em đứng ở đây đúng không? Thì em sẽ đi 1 này, đi qua đây là nhảy qua đây là 3, move qua đây là 4. Nice. Rồi. Nhảy ra sau tường đó, sau đó thì nó ăn rod nên nó sẽ ăn 2 piercing dam, 2 piercing dam của em. Còn 1. Những ai đang được em bless, ai là em bless ai nhỉ? Không có ai đúng không? Có một mọi người dùng hết rồi, mọi người dùng hết rồi. Mọi người dùng hết rồi đúng không? À không, ý ra có ai nào có effect của em? À đây vẫn có Desdemona này, đang có một cái đấy, có thể ăn một plan luôn, được một blessing ở có một plan bên cạnh. Để điều chỉnh summon của mình. Đây, một plan đấy, đứng ở đây và có một blessing. Rồi, được rồi, đổi cho người khác. Ok, Ethan của em thì nó sẽ ăn 2 piercing damage. Ừ. Rỉa. Yeah, còn một as a war. Ok, không sao. Ethan. Rồi. Ethan này. Tới turn của địch Elite Blaster. What? Nó còn 2 turn. Ok.
nó blast được à, nó vẫn blind tường à? Không, nó không blind nữa rồi. Ý là nó có blast à, không, nó đứng ở đấy à? Oh, ok. Nó target được vào em hả? Em đang stay không ạ? Nó đặt xuống đất em. Đặt đất. Ok. Ừ, đúng rồi, nó đặt xuống đất được. Ăn hai cái gì đam ngay lập tức. Oh, wait, that's not... không. Wait, hold on, no. Let's not do that. Do a different person. Say. Tập thế là tôi xong rồi chết được luôn này. cái con vàng của em là dot no you only move to on damage miss attack surface say and area effect đúng không? Đúng rồi. À ok. Chỉ có là về sau di chuyển thì mới bị thôi. Nó vẫn là dangerous terrain. Hiện tại không bị. Ok. Nó sẽ dùng flash fire lên người em. Vulnerable 4 đam. Oh shit. Shop chu, shop bị đầu. Nó ok. Shop đấy. Ok. Tân người chơi, còn Desdemona chưa đi. Ok, sao em ăn có 2 đam mà em chết luôn rồi. Vulnerable, em... mỗi instance 1 đam thành 2 đam, 4 đam. Ồ, oh, là nó sẽ bị vulnerable trước xong rồi nó mới ấy đúng không? Đúng, đúng rồi. Oh, yeah. Ok, câu được của nó, bố máu câu được của nó, mấy action đó, ok, fine. Không sao, tân sao em có thể rescue anh từ khoảng cách 4 được, yên tâm, em đứng rất gần anh. Oh, ok, ok. That's fine. Desdemona hiện tại trên bản đồ đã, còn một đã, thằng đã, đỏ bên chỉ. Trên đúng rồi và hai thằng xanh và vàng. Bạn muốn solo 1v1 đỏ hay là ra cùng đồng đội? Đấy là cái mình đang suy nghĩ. Mình em sang ghét ra đây cứu mọi người. Đi xuống còn nhận được thêm cái blade nữa cũng ngon. Đặt sẵn đấy để xuống cứu mà. Gọi là rào trước luôn rồi. Rào trước. Mời. Đấy của chị hết xuống là của chị. Là, thực ra là nếu mà bây giờ mà mình chạy xuống dưới đấy thì mình cũng không hành động luôn được. Chị có thể ở đây, chị có thể đáp 1 2 3 4 xuống đây, 1 2 3 4 là xuống đây, xuống đây xong rồi đáp thêm 1 2 là cover room đủ tầm để đánh là màu vàng. 1 2 đúng rồi, đứng xuống đây là vừa đủ tầm dí được con vàng. Nếu mà chị kéo được máu con vàng xuống ngon rồi tên sau Mirai cưa cho em. Em dạy là em đấm chết nó luôn. Ok, thế thì mình sẽ chạy xuống đây. Chạy qua cái bùn. Tring. One coin for you. Cộng một coin. Yeah, cộng một coin lên 2 coin. 3 coin là có thể triệu hồi được. Có một dash không? Dash thì sẽ đến được đây. Dash xuống đây. Rồi. Và standard attack thằng vàng đánh thường. Đánh thường đúng không? Đánh thường không có true strike rồi. That's why. Alright. Đánh thường. Nice, đúng không? Chị có dùng blessing luôn không? Ok. Để cái đấy là... Piercing và thêm đam. Bonus damage. Piercing thì thằng này không cần lắm. Mà thêm đam thì có thể... Thêm đam. Đam của chị có khoảng D6. Nghĩ là nên để đến 3 blessing để chịu hồn một thoa ra luôn. Vậy thì thôi mình đánh... Tại vì đánh thường. Ok. Đam sẽ là D6 cộng 4. Sợ nhất là nó sẽ dục bung tim này. Oh, that's cool. 10 đam. That's good. Nice, 10 đam. Good. That's good. Let's go. Elite Blaster đi nốt tên cuối của nó ra đây. Hello. Bạn ấy lại làm trò. Chiu. Làm trò bò. Chiu. Giờ con bò. Vulnerable. 4 đam. Theo nghĩa là tên sau không kịp ra để cứu. Con trò làm hoài à? Thì nó chỉ làm sau đấy thôi mà. 1, 2 nó sốt mình đi đâu. 1, 2 nó chỉ có thể đẩy ra khỏi thôi. Holy shit, nó đẩy thế cơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta đứng ở đây vẫn kill được máy đấy nhưng vẫn đẩy dash. Nó nghĩa là phí một action của mình. Hiểu. Ờ là hết turn, round 5. Round người chơi, turn người chơi. Round người chơi à? Ok, cho em xin turn này nhá. Ok. Em xin round này, em cần phải có round này. Để rescue. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Đứng ở đây là kill luôn này. Yeah, I can do that. Ok. Đây, đứng ở đây. Đứng ở đây. Sau đó, tên trước ăn mấy đam nhỉ? 4 đam. 4 đam. 28, that's hurt. Ok, đó, em sẽ rescue ông ngoài từ khoảng cách 4. Anh dậy với 75% máu. Bị một luôn, okay. Dậy với 75% máu. Và anh được phép xếp với tất cả hiệu ứng ngay lập tức. Ok, em có hiệu ứng gì ạ? À? Vulnerable. Dash và rescue là 2 action của em rồi nên em sẽ không thể làm được gì nữa. À, đen. Nếu không thì em có thể rip thằng kia được. Ok, em enter. Wow. Đó, hết hiệu ứng gì đấy luôn. Hết hiệu ứng vulnerable. 28. 75% là em nhận một wound đúng không? Đúng rồi. Một wound và đầy máu với cái wound đấy. Đầy máu với sau khi đã trừ wound. Là còn 21 máu ấy.
21 máu. Ok. Có bình máu ở đây mà ai không phải sợ đâu, anh yên tâm, đứng gần em là ai không phải chết được. Bú bú. Bên chờ tí. Cái rescue nó ghi ở đâu nhá? Rescue trong các action. Action. Basic ability. You may ở đúng rồi. Sắc sẽ you may rescue và defeat the alliance range for. Mày quá, giật mình tưởng không thấy đâu. He. Yeah, của Lộc có được range 4. Yeah. Nó là healer. Ừ. Em muốn hỏi là em bị cái này em dạy thì em vẫn còn giữ cái stance của ai được không? Được, cái stance nó bảo khi nào hết không? Không đúng không? À từ từ, incapacitated thì anh sẽ cần phải check incapacitated nằm là bị. Ờ em bị incapacitated luôn hả? Lúc mà nằm, lúc mà hết máu. Ờ ok. Để anh xem nó có incapacitated, nó có xóa các thứ không? Void blind slash incap. Doesn't take turn, doesn't provide obstruction or engagement, cannot move, cannot take action or use ability or effects on that. Những cái positive effect là hết, tất cả effect mark và summon bị đi, bỏ đi. Okay. Vậy là em vẫn còn sustain đúng không? Không, tất cả effect trên người em. Bao gồm stance. Well, nó không nói. Rồi, em vẫn còn stance. Oh, that's good. Và cái bao spirit của em là cái con summon của em nó ghi là this summon persist even if you are defeated. Vậy thì okay. Nó có mất không? Không. Không. Ok. Magically nó là tay kéo dài của ông nên là sẽ chẳng có thể có mất được. Rồi. Okay. Rồi. Oh. Đến lượt của địch. Địch nó là con vàng. Bắn Mirai. Ouch. That's rude. 18. Oh, that's good. 18. Boon và curse trừ nhau. Trừ nhau. Nó ở exact rank 3 đúng không? Đúng rồi. 3 đam 3 lần. Em vulnerable nên là 4 đam 3 lần. 12 đam. 4 đam 3 lần 12 đam. Oh shit. That's fine. 4 đam 3 lần 12 đam nó không có piercing nên nó sẽ trừ qua cái qua bigger trước. Ok, vậy là em sẽ ăn 8 đam out. Bị dazed. Dazed là sao nhỉ? Dazed là curse và attack. Em attack mấy đâu? Em không ngờ attack. Em không bao giờ roll attack. À không, cái rip của em vẫn là roll attack. Oh no. It's fine then, it's fine thôi. Ok. Ngỗng có đang bị hiệu ứng gì không ấy nhỉ? Em nó có một cái vulnerable. Oh, ok, ok. That's fine. Không sao, không sao. Em vẫn ổn. Mọi người cứ lo cho mọi người đi. Nó sẽ đi như này. Nó đi đọc. Ok. Rồi, nó sẽ dùng khả năng. Còn một action cuối. Strafe. Ủa, nó dùng action, nó mùi xong nó vẫn đi được hả? Ừ, đúng rồi. In rank 3. Xem nó đi đấy, nó có thể ra cho ai. Đây là ra cho em. Cho em. 2 đam, 3 đam. Nó phải dash 2. Ok, ok. Có vẻ là không ổn lắm rồi anh ạ. Hết ổn rồi. Ồ, để anh đo coi. Nói đấy thật ra không phải giết nó vội đâu anh ạ. Nó hết action rồi thì anh cố gắng anh giết thằng pháp sư trước đi. Tại vì nó đam thằng đó khá to ấy, anh với lại nó còn dưới 50 máu nữa kích hoạt được cái ấy của anh. Có thể anh sẽ muốn giết nó luôn. Để định giải nó có stealth. Nguyên 2 action. Nó có stealth. Đấy không tốt lắm. Nó có stealth đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi nó hết turn chưa anh? Hết turn. Hết turn rồi, nó có vẻ elite đâu. Ok, em sẽ muốn xin cái turn này. Được. Đầu tiên em di chuyển 4 ô. Đây đây. Okay. Tiếp theo, em dùng anh cái... Anh mà bởi vì đấy không phải là range 3 của anh. Nó stealth hay là thằng nào cũng không thể range 3 được. Anh, cái strafe shot của em được dash 1 trước khi đánh anh rồi. Ok. Không, thì đang bảo với ngỗng thôi. Là range 3 okay, không được okay. Tại vì nó stealth. Rồi, sẽ dash vào đây này. Dash vào đây rồi đánh nó. Là sẽ không được cái boon của cái đứng cách 3 ôi mà sẽ được boon của cái strafe shot là 1 boon. Ok. That's enough. Cố lên, 11. Nice. Đúng. Khỏi rồi D6, ok. Để coi có hiệu ứng gì, finishing blow gì nữa không? Có vẻ là không. Round này là round thứ mấy anh em? 5. 5. Round 5 đúng không? Ok, nếu mà round 6 thì ngon, round 5 thì không ngon lắm. Bao nhiêu đam? Ui. Oh. 3 cộng 2 là 5. Cộng 7. Ồ. 3 cộng 2 là 5. Yếu đam. Má. 5 đam. Ok, vì em đã target vào cái đó, em được kích hoạt lại cái hiệu ứng... Ace stance đúng không? Ace, ok. Em bây giờ em sẽ còn một action. Em nhưng mà khi mà lấy cái này đã từ từ. Em đầu tiên là nó sẽ bị blind với đây trước này. Ừ. Tiếp theo là em sẽ kéo con này xuống đây. 1, 2. Kéo đến đâu? Teleport 2. Solve và teleport à? Teleport là solve. Đây cái con summon của em là đó là nó là free action. Nó em sẽ dash 1. Dash 1 thì sẽ là cái phát này, dash ra đây đi, dash ra đây đi. Xong rồi em sẽ teleport nó 2, em teleport cái con vàng này đi 2. Em sẽ muốn teleport nó ra xa khỏi ngỗng. Ok. Em sẽ muốn teleport nó ra... con này bước vào ô của con pháp sư thì nó có bị dính không? Bị dính gì? Nó bị
dính hai đam của con pháp sư, bước vào cái ô màu vàng của con pháp sư thì nó có bị dính hai khi đam. Mà di chuyển willingly vào hoặc ra một dangerous terrain thì nhưng mà em đặt ở đấy rồi nó sẽ phải di chuyển ra ngoài ấy, cái ô ra ngoài teleport mà anh. Ừ. Teleport mà yeah, nhưng mà em vẫn có thể đặt ở đấy, hiện tại chưa cần đi gây đam nhưng mà rồi nó sẽ phải di chuyển đây vào đây này. Rồi em sẽ muốn đặt nó ở đây. Sao? Rồi tiếp theo là em sẽ dash một. Ok em đã dash rồi. Tiếp theo là referee of play. Con pháp sư kia ăn 4 đam. Từ 4 đam. Từ đâu đúng ta. Attacking you by gain 1 wound. Astor you by finishing blow or trigger set you may call the seraph to. Đúng rồi, 4 đam. Từ cái con summon của em. Có unearing không? Có unearing không? Có rồi, có 4 đam đều có. Em có thể có một câu hỏi được không? Ừ. Nếu mà anh ý teleport con đấy ra đây mà đây ra đây mà nó hả? Có cái furry đấy thì con nó có gây đam cho cả thằng đấy luôn không? Cái nào cơ? Cái ship shot của anh ấy nó có furry dealing tiny to all fall easily range free from you. Nếu mà anh đúng teleport rồi. Con kia ra đây thì nó có ăn cả đam hay đam unring không? Có. Thì anh nên làm thế. Giờ có vẻ hơi chậm rồi. Cho. Ồ, lại quên cái đó nữa. Nếu mà đứng ở đây, ba đam, bốn đam nó chết luôn rồi. Ô, không, đâm xong nó di chuyển ra khỏi cái chỗ đấy, nó tự chết đấy mà, yên tâm. Nên nó còn một máu. Thế vừa rồi bốn đam rồi. Và từ hai đam thành bốn à? Nếu mà anh đứng, nó đứng. Từ. Một phát. Đứng ở đây thì chết luôn. Nó đứng ở đâu ta? Đứng ở... Không căn thì được. Thì cuối cùng là muốn nó đứng ở đâu đã nào? Ok, sẽ muốn nó đứng ở đó để ăn hai đam của em. Ok. Mà con pháp sư chỉ ăn hai đam thôi do em không đứng cách 3 ô con pháp sư. Con pháp sư ăn hai đam từ cái con summon. Ok. Ok. Má coi nhiêu đó thôi mà nó không nhớ nổi rồi. Dạ yeah, rồi. Ok. Cuối con Astro là... chỉ được range 3 thôi chứ không được range 2. À đúng rồi. Thì chỉ được con pháp sư. Right. Còn em thì là unearl vào thằng này được 2 nữa đúng không? Ừ. Nó có một máu ấy. Nó có một máu. Một máu. Nó đi ra khỏi đấy là chết luôn. Em sẽ được dash 3 cái phát cuối cùng nữa. Rồi. Em sẽ muốn dash ra đây. Em muốn dùng một cái action còn lại của em để em rescue cho ngỗng, để ngỗng thoát khỏi cái hiệu ứng kia. Very thankful. Rescue là hai action đúng không? Cái gì mà cái thoát hiệu ứng ấy, cái gì mà cái đụng vào thoát hiệu ứng ấy, quên rồi. Q. Chỉ có Lục mới làm được trò đấy với người khác. Ủa? Đúng rồi, chỉ có em mới làm được trò đấy với người khác đấy. Em đang đứng cạnh ngỗng mà. Cần tốn 2 action thì phải. Được, đâu, để em xuất là cái tại vì nhớ có một cái để... Recover là cure bản thân 2 action. Rescue 1 action giúp một người đang ngã. Đúng rồi. Ngỗng chưa ngã, chưa hết máu. Nhưng mà nếu mà em dùng cái đó thì ngỗng có bị có thể xây để ấy lại hiệu ứng không? Không, cái nếu rescue là giúp một người đã ngã. Nếu mà nó ulti em sẽ ngã luôn bây giờ đấy, yên tâm. Ok, thế thì em sẽ muốn dùng một cái action đó để một cái em còn một action nữa đúng không? Đúng rồi. Oh man. Ok, em sẽ muốn dash 4 đi luôn. 1 okay. 2 3 4 ở đây. Ok. Fade away. Ok, đến lượt của đây. Con thằng Impaler con boss cái action của nó có đánh giá thanh niên pháp sư khạc nhổ bừa bãi hay nhiều nhỉ? Đầy map. Không biết đi đường. Thì phá ra cái đấy của nó không nhỉ? Tại vì trông nó hơi phản cảm. Phản cảm. Đó. Đánh tao nữa làm ơn. Có cái tinh mi. Nó sẽ đánh em. Come on, why? Bro. Blast. Ow. 9. 9. 9 là vừa đủ trúng. Có bị cái gì không? À, nó đứng lên, nó đứng ở đấy nên nó có cover. Từ anh xem nó có bị curse gì không. Đây giật anh ạ, nó đang bị đây giật. Đúng rồi, nó đang bị đây giật. Nó đang bị đây giật. Một curse. Một curse đúng không? Có lên, nó trên 2 đi. Trên 2 đi. Rồi. Có lên. Tỷ lệ 1 trên 6. Trên 6. Rồi, trượt. Nice, trượt. Run tay rồi. Run tay. Ui dồi ôi, đàm. Ui dồi ôi, đàm. Ui dồi ôi, tí chết. Ui dồi ôi, cái trượt này nó lạ quá vậy. Ui dồi ôi. Điều Frey damage. Frey là 3. 3 vulnerable là 4. 4 thôi. Ủa thôi, mày thế, tí gì chết. Sợ thế. Rồi, thêm 2 piercing damage nữa. Một lần nữa.
4 người 2. 4 cộng 2 là 6 đúng không? Ừ, đúng rồi. À. Khá chắc là con Impaler lại chơi với giới rồi. Dây viên đi lùi. Đi lùi. Mà đi lùi đi đâu? Đi lùi đi đâu ta? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu cho toán? À, actually nó còn một action xong round này nữa. Một action nữa nó làm gì luôn đi. Xong rồi. Yeah, không còn người chơi nữa mà. Ủa mà con đó được sử dụng hai đòn tấn công trong một turn của mình luôn hả? Không, phải đến turn sau của nó. Hay rồi. Rồi, à, ra luôn. Này ra luôn à? Ra chơi. Mày chắc chưa? Mày chắc chưa? Ra chơi. Mời anh trả cho ulti ạ. Của anh hết. Mời anh luôn. 5 resolve. Vừa đúng 8 ô. Hey. Có finishing blow, có cái stack dice. Nên là auto ra 6 luôn. Cộng 2 là 8. Bay đúng 8 ô. Ui. Vãi cả trưởng. Bòm. Mê ulti. Ulti. 6, 8. Vẽ một đường thẳng. Đường thẳng cần phải dọc ngang nên là phải đứng đúng vị trí một tí. 1, 2, 3, 4. Đây, nhảy qua bên kia là đến. Đứng vuông góc với nó là được. Đây đúng không? Rồi. Đấy, ui, vừa đúng 8 ô. Nhưng mà anh vẫn là 4 năm bởi vì anh đang bị kém. Có cái nào giải để hiểu không? Cure hoặc là recover là high action. Anh có thể ra đây tuần sau anh có thể kill cho anh luôn. Anh yên tâm. Nếu anh giết được nó. Giết được em tưởng cho anh một cái kill luôn. Rất đáng thưởng. Rồi, cái line đấy là 8. Rồi sao nữa? Remove yourself from battlefield. Then place yourself adjacent to the first foe in that line. Bay đến đấy, tê lê đến đấy. Win! Tê lê đến mặt nó. Anh tê lê giúp em với em. Rồi em muốn tê lê ra trước mặt nó hay là sau nó, bắc hay nam? Học luôn hả? Sau lưng nó hay là sau lưng? Sau lưng luôn. Nothing personal kid. Nothing personal kid luôn. Cái con vàng nó bắn. Oh shit no. Không sao, tên sao vàng hết tên rồi, vàng hết tên rồi. Tên sao đi đầu mà yên tâm, em có thể cho nó, em cho nó về đất mẹ luôn được. Không suốt chạy cái bom mà nổ cái bùm phát là chết hả? Lăn D cộng Frey. Rồi, vẫn tiếp tục cái ulti. Lăn D cộng Frey một lần. Rồi gây đam bằng số lần position of your target in the line. D cộng Frey nhân 4. Thôi nó sẽ... wow. Ok, D cộng Frey. D cộng Frey bao nhiêu? 1 D sao? Ủa đâu? D của em là... D là D 10. 10 cộng 2. 10 cộng 2. Holy crap. Số 7. Khá là buồn. Nhân 3. Được. 8 nhân 4 luôn, cố lên. Nhân 3, nhân 4. Nhân 3, nhân 3. Nó là 7 trên cái đường của em. Con này nó bluff đi chưa nhỉ? Chưa. Bình thường tí. Có bây giờ... làm được nhân 4 không? Có thể là nhân được 4 không? Well, thì bước lùi lại một bước trước đó. Bước lùi lại bước trước đi, xong rồi nhân 4 luôn. Thế thì đây là chỉ ra được đến đây thôi. Nhân 4. Mà đứng em đánh nó bị cố lên. Đây cộng Frey đi. Đây cộng Frey. Rồi. Đây 10 cộng 2. Đến 10 cộng 2. Bây giờ mà ra 10 một phát là nó chết luôn. Cái điểm. Oh my god. 3 cộng 2. Oh my god. Thôi, thôi, 12 đam. Chúng tôi giam bò rồi. Chúng tôi không còn gì để nói. bạn ấy stun at least. Nó bị stun. Nothing personal. Không phải. Nothing personal. Nothing personal. After the ultimate curtain call, after this ability resolve, summon half as many bomb as your gamble resort. Fuck. Gamble resort là cái gì nhá? 6. Vừa ra 6. 6. Có nghĩa là 3 bomb. Rồi thêm cái đầy 6 nữa. Ơi cái này luôn đấy, cái đồ máy sinh luôn đấy. Đúng rồi, là nổ luôn ấy, là con kia đi ấy. Sao mà đi được? Còn một máu kìa. Còn một máu. À không, để nó đấy, để em giết nó thì em có thể kill được cho mọi người. Ok. À mà chả cần đâu. Không cần em tự kill, em tự kill được. Lúc cần ra nát thì nó không ra nát, mà cái lúc không cần ra nát thì nó lại ra nát. Rồi, con vàng chết luôn chưa? 6 bom nổ đúng không? Sáu nổ là 6 đúng không? Ok, nó nhận 6. Thằng vàng chết rồi đúng không? Chắc là đặt để vàng chết luôn đúng không? Muốn đặt để vàng chết luôn không? Vàng chết luôn. Đặt vàng chết luôn. Sau đó chắc cúp. Rồi, vàng chết.
Có một quả bom thừa trên này, cũng thằng đỏ cũng nằm. À không, chưa nào, 6 đam. Thằng đỏ chết rồi mà, anh là quá sơi chết rồi mà. Thằng đỏ trên này cơ mà. Đó, còn thằng đỏ đấy à. Nhưng bây giờ nó đi thế nào đây? Nhưng mà 99% là winner đấy. 99% là winner rồi. 99%. 6 đam. Bạc con kia ăn 6 đam đi. Yeah, con, 6 đam hết rồi, 6 đam hết rồi. Con này nó không thể được kill bởi vì nó là dính rot. Ok, nó blast note thôi. Còn nghĩ gì nữa? Nó blast ai? Tôi có cảm giác như con quỷ này nó giống con Zik. Cái kill của tôi là cớt. Còn đấy mà rota một tí là epic lắm đấy, thề thực sự luôn. Cái kill của tôi là cớt mà con này lại nó lại không roll attack với cây nha. Cây cớt phế luôn. Rồi, blast note vào vào ngẫu. Võ tức thành niên này. Come on. Why did you do it to me? Curse. I have done nothing. À, curse cũng không thể thấp hơn được. Nó đánh cho anh. Đúng rồi. Tầm 2. 17, damage 9. 9 có 1 là 10. Có 1 là 11, em vừa đủ chết. Wow. Wow. Còn 12 cơ. 12 à? Em vẫn là chết thôi. Yes. À, và thế thì nó mất cái rod luôn. Ok. Mất hết mark trên người nó đúng không? Mất mark. Đâu sao? Chưa, nó bị stun mà. À không không. Được, stun được. Vẫn còn, stun vẫn còn. Stun là của em. Ở từ stun ở đây là stun là không di chuyển được hay là stun là kiểu stun nó dùng đúng một ability và nó kết turn hết turn luôn. Stun là chỉ làm được một ability hoặc chỉ di chuyển. Anh ra kill em được không? Em đang rất cần được. Em làm một cái rồi đấy, bây giờ đến turn của Desdemona. Mọi người đã đi rồi. Ok. Bộ giá trước đấy thì bây giờ còn địch nào còn hơn nhỉ? Còn thằng đỏ, còn thằng đỏ đằng sau nó chạy đến. Ok. Bây giờ chị chưa chạy xuống nữa. Làng đỏ khóc luôn. Ừ, chị có thể đi qua đây là sẽ vào là... cái yeah, kệ đằng nào cũng đi qua gì đâu. Có thể rescue em được không? Tại vì em cần cái dot của em active. À, nhưng mà đi 6 là mất một dash rồi. À nhưng mà rescue 1 thôi mà, rescue 1. Rescue 1 thôi mà, thoải mái đi. Đấy để em còn kill ông kia nữa. Mình cũng định làm thế tại vì mình cũng định làm thế tại mình kiểu mình đánh ông kia không mạnh lắm. Rồi, yeah. Ok chị. Rồi, đi thẳng trừ 2. Trừ 2 đam, đi qua. Bình tĩnh chờ một chút, em có thể hỏi anh cái này được không? Là cái gì nhá? Khi mà em đứng dậy thì em có mất cái vulnerable không? Em có thể save. Ok. Rồi. Tất cả hiệu ứng được đúng không? Cục. Rescue đúng không? Ừ, rescue. Uh-huh. 3/4 máu, 1 wound. Ok, 1 T 2 1. 30 máu. Không thoát được cái vulnerable khá là buồn. Không sao, cái đấy không quan trọng lắm. Với tình hình là bây giờ mình dậy rồi thì mình có thể làm được mấy trò linh tinh với thằng kia. Đúng rồi. Cái đấy mới quan trọng. Ok, vậy là hết turn rồi. Ừ, round 6 rồi. Cái kinh khủng nhất chắc là cái stun thôi, còn lại thì sao? Ok. Round mới đúng không? Cho em xin ra đầu tiên nhé. Để được, làm cho thằng Impaler chạy đến cái từ từ. À ok. Với cả chị có 3 blessing rồi đấy. À, Desdemona. Hai tên, nó cho nó dùng hai tên luôn, chưa chắc nó chạy tới được. À, không, hai tên thì nó có thể chạy tới được. Chạy tới được nhưng nó sẽ ăn rất nhiều đam. Cụ thể là nó rush một cái đã này. Baby. Nó dash một cái này. 1 2 3 4. Chết rồi, nó kéo luôn, nó kéo chết rồi nhỉ. Ôi. Thế thì ông nhìn xung quanh, mọi người đang tập trung ở kia. Cá có thể bắn nhau với nó được không nhỉ? Bảy. Không, thực ra bảy kiểu tại sao mọi người không đả động thì đến cái treasure. Quên luôn rồi. Hạc máu hạc đến mình. Quên luôn. Đúng không? Ông mới có thể lên đánh nhau với thằng Impaler để giữ cái treasure đúng không? Được. Tôi chạy nhanh. Được. Ok. Rồi, tên người chơi, round 6. À, em nãy cá anh dùng limit break cho một người khác một cái personal resolve. Personal resolve à? Ừ, cá cho một người khác personal resolve. Có ai cần không? Cho cái ultimate của tôi phải đứng xung quanh đồng đội mới có tác dụng nên cho một người khác. Cho có thể kết liễu được con ấy đi. Thế cho Desdemona đi. Desdemona ultimate là gì? Mock. Có thể chửi thằng bot kia để cho nó hết chuột với cả sát chuột và wicked đúng không? Yeah. Cái này ngon và nó chỉ tốn action. Có thể dùng tay này luôn này. Range 3. Đó, thế để cho Desdemona. Cá có cho Desdemona một personal resolve không? Cá ơi. Ủa? Cá ơi. Cá không ở đây nữa rồi. Ủa?
Ủa sao cái ao ở đây nữa rồi? Không phải rớt mạng. Ulti bà đàm bài. Bây giờ disconnect. Đây là đi chỉ để mà thân hoàn chưa đi chỉ để mà thân hoàn. Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái đấy sau. Bây giờ là round 6 và mọi người bây giờ có 2 resolve tại vì đã dùng 4 resolve. Với cả bây giờ cần ông ấy di chuyển nên là hơi khó. Thế thì tôi sẽ lấy cái tên trước nha. Ok, đầu tiên đát hết speed luôn thì chắc là thể tới được cái thằng kia. Ok, nhưng mà để cả đây rồi. Để nó lấy treasure thì không có được tất cả những ý là phải tất cả mọi người đúng rồi, tất cả team nó phải ở hướng đấy. Thế nếu mà mình giữ thằng này và mình chạy lên đấy đuổi nó là một strategy, nhưng mà có muốn risk nó cứ blast liên tục không? Nó blast liên tục thì không tốt. Nên là basically là cần một người lên để ôm cái xe giờ với nó. Cần người contest với nó. Lúc đấy thì những người còn lại sẽ cố gắng giết thằng này ngay lập tức. Lúc mà nó ôm cái treasure, cái speed nó có bị giảm không anh? Hay là nó ôm không. Rồi là nó có thể di chuyển 4 speed được luôn? Nó chỉ có thể di chuyển cái treasure với cái basic move của nó. Tất cả người khác không thể. Ok, em đi 4 1 okay, đầu tiên em 1, 2, 3, 4 tên em sẽ đứng ngay đây. Ok, rồi. Trừ 2 em sẽ sử dụng cái Strafe Shot vào con pháp sư. Rồi, bạn đi em. Đứng đây có vướng tường không? Có vướng cái tường màu xanh. Actually vướng tường xanh. Vướng tường không nhìn được. Vướng tường không nhìn được. Ờ em không để đấy, thế thì em sẽ lại di chuyển đấy. Đứng chỗ khác thôi, đứng chỗ khác thôi. Đấy, đứng lên trên này. Yeah. Chỗ này là được, chỗ trên. Ok, em okay. Ok, em sẽ đứng đây do em có dash 1 của cái Strafe Shot. Ok. Rất là cool, rất là cool. Okay. Very cool. Sắp phủ rất nhanh nhá, ông phải sắp phủ cái rất nhanh. D20. Boom. Boom. 7. Ok, em có 2 boon, em có 2 boon. Yeah, đúng rồi. Chúng chắc rồi. Đây là deal damage. Đúng rồi, nhưng mà không thể crit okay. được. Ok, em có cái finish là deal bonus damage to blood default. Con này blood đi rồi, em sẽ được bonus damage. Ừ. Very cool. Là nam đi, cool. Xong rồi quay qua sang một tạo. Nói chung là trận này chắc chắn là thắng được, yên tâm. Thắng 8 đàm đấy. Tại vì thằng kia chậm lắm thì em vừa mới căn xong là ông này phải mất 3 tên mới đát được cái treasure về cái vùng đỏ cơ. Rồi, rồi cái con này sẽ bị teleport đi 2. Nó để coi nó ghi may không? May thì có thể em sẽ không muốn làm luôn. If you attack, you may also, em có thể không muốn teleport nó đi luôn. Em sẽ muốn để nó ở đấy. Okay. Mọi người có muốn tôi teleport con đó đi đâu không? Teleport nó ngược về. Teleport nó đi qua người ông cá luôn đúng không? À không cần, để nó đấy đi, để nó đấy đi. Để nó đấy sẽ có chiến thuật thôi. Ok, thế thì sẽ không teleport nó. Rồi. Mình nghĩ gì? Con bot, con này nó có bị dazed không? Nó có bị dazed và blind được không? Có, nó có đây và blind. À thế đẩy thẳng nó về phía sau ấy, bên này. Đẩy nó vào chỗ thằng vàng ấy, đây này. Ok, sẽ đẩy nó một phát về chỗ này. Rồi, bỏ thằng vàng ra nhá. Ừ. Này. Ui. Rồi, cái con này sẽ di chuyển 3 ô. Em sẽ muốn lên 1, 2, 3. Em sẽ muốn di chuyển con này lên để solo với con kia. Rồi. À, rồi, em sẽ được dash 1 nữa. You may dash 1 sau khi mà nó bị blind lên một phát ngay đây. Tiếp theo, deal 2 on a redeem to all full at exactly rank 3. Ok, không có thằng nào trong rank 3 của em hết. Tiếp tục thì em sẽ... Em có thể quay quạt ra chỗ khác được không? Khó nghe quá. Sorry. Ok. Lại game rồi. Vì em đã target vào cái con dưới 50% máu finishing blow, em được hồi lại cái ice. Hồi lại. Khi hồi yes. lại em được dash thêm 1. Em sẽ được dash thêm 1 rồi em dash lên đây. Rồi. Rồi. Và sau khi cái talent 2 của cái Strafe Shot dash 3, after Strafe Shot resolve dash 3 nữa. Rồi. 1, 2, 3. Lên đây. Rồi. Đi đang chéo bên này này, đi ra ngoài đây luôn. Tần sau đấm bất năng. 1, 2, 3, đây, đó. Một lượt đi sợ vậy. Ok. Các bạn khác, các bạn không vàng nhìn lắc mắt. Không sao, tôi đã quen đến cái ngày rồi. Ok, you can do that. Ok. Ok. Thôi bắn thôi, em còn một action nữa mà đúng không? À, đúng yeah. rồi, dash nữa đi. Oh, yeah, baby.
1, 2, 3. Ồ, giành được luôn này, nhưng mà em có... Oh no. Đứng lại gần nó. Đứng lại gần nó trong tên này. Oh no. Em sẽ hô là đứng lại gần kiểu này. Kiểu em đã nhìn thấy gì xảy ra nhưng còn lại ấy kiểu này. Không lại gần thì có thể nó sẽ... Ok, bây giờ tính toán nhanh. Tên sau nó sẽ kéo cái treasure được đi 4 đúng không? 1, 2, 3, 4. Nó không đi xa ở đâu, yên tâm. Đi 4 thì ok, nó có thể sẽ đứng ở đấy. Em sẽ muốn đứng ở một vị trí nào mà vừa để né được nó mà vừa sẽ gọi là có thể đuổi theo nó nếu cần. Ừ. Dùng não nè. Cũng phải cân não đấy, nó counter em. Đúng rồi, chính xác, nó counter không? 1, 2, 3, 4. Ồ, đứng đây là không được này. Đứng đây là không được này, đứng đây là không được này. Đứng đây cũng không được, đứng đây. Anh nhớ nó chỉ có thể di chuyển thẳng và ngang được, không đi chó được. Nên là ông ấy tính toán tốc tích nó lợi cho ông được. Yeah. Ví dụ như 2. Đứng ở đây. Đứng ở đây à? 1, 2, 3, 4, đúng. Nếu đứng ở đó thì tôi có cái stealth nó sẽ không ấy tôi được. Và ít nhất nếu nó dash tới thì nó sẽ không dùng cái đòn mà hai action được. Chính xác, đó. Ok. Hai. Bravo for your intelligence. Hey, wisdom intelligence có bao nhiêu xài hết luôn. Ok, em sẽ muốn đứng ngay đấy. Rồi. Em enter. Enter. Oh. Nếu mà nó muốn đánh nó phải quay ngược lại đúng không nhỉ? Nó quay ngược lại thì có thể tôi nằm nhưng mà mấy ông lên thì còn nó chạy đi thì tôi đuổi theo nó được. Rồi. Đến tên địch. 1, 2, 3, 4. Nó có ngược lại. Nó chưa vào ngược lại. Cười gì đây? Last. Oh, vào Desdemona. À Desdemona. Ồ. Oh. 7, 2. 18. Oh shit. À nó đang bị... À không, nhưng mà 18 thì chịu. 12 đam. 12. Không sao. Aria thì 3 đam cho ngỗng, 4 đam cho ngỗng. 4 đam cho em à? Oh shit. Rồi. Aria tiếp. 1 đam again for each character calling up to a maximum of 3 times. 2 lần. 2 lần 1 đam cho Desdemona piercing. 2 lần 2 đam là tổng 4 đam cho ngỗng piercing. Rồi em ngờ chưa rồi. Đây là tổng 12. Từ được 3 đam rồi 4 đam nữa. Trừ rồi gì? 3 đam rồi 4 đam nữa. Đúng rồi. Ouch. Của Desdemona tổng sẽ là cái đầu không có piercing thì là 10. Tại vì trừ 12 trừ 2, 10. Tiếp theo là 2 nữa. Rồi, 12. Rồi. Đến ra Desdemona luôn. Bổ chết nó đi chị ơi. Ok. Mình 16 sẽ... không chết. Mình sẽ dùng low blow với combo. Ok. Thì mình sẽ có range 2. Vậy nghĩa là mình có thể đứng đây. Rồi. Combo. Có một to quất, cái này thì không dùng làm gì lắm nhưng mà không sao. Đã xuống. Blast, high action, attack range 8. Nó có một kết mà đúng không? À, nhưng mà có kết thì cũng ấy. 3 là trượt đúng không? 3 là trượt. 3 là trượt. Đã xuống. Vậy thì là 4. Và... Frey là 4. Vậy thì là 4 và nó sẽ bị flash. Nó bị kéo. Kéo về. Và nó bị kéo một ô về phía mình. Ok. Đây. Thì nó có ăn cái flash và mê không? Hả? Slash. Nó bị slashed. If they were slashed, nó chưa bị slashed nên là bây giờ nó bị slashed chứ không có thêm đam. Ok. Có muốn còn... heroic không? Heroic là sao nhỉ? Để cure bản thân. Let's go. Có. Heroic là dùng spite khi mà bị hatred. Yeah. Không, bạn bị hatred với nó nhưng mà nó cũng không quan trọng. Nghĩa là chỉ đánh nó được thôi thì. Đúng rồi. Thì nó nếu không mình sẽ ăn được cũng như nhau thôi. Đây, cái quan trọng nhất là chỉ có để kill bản thân được. Very good. Kill bản thân thêm 10 vigor và oh, that's it. Không bị hiệu ứng gì. Điên được thêm 10 máu ảo, rất sướng. Very cool. Mình vẫn đi được mà, mình vẫn đi được. Đúng rồi. Mình vẫn đi được. Mình có một rush nên là mình sẽ rush. Mình đi cho tí. Chị có thể đánh nó trước được không? Đánh lên một phát nữa được không? Có đánh được. Một attack một turn. Nếu mà có cái gì khác để làm gây đam. Cái rush là hết phải rồi, dùng khi nó bảo, dùng trước khi ở attack chứ không thể rush được, làm theo thứ tự từ trên xuống dưới. Bạn có thể di chuyển, bạn chưa di chuyển tôi này. Chị ơi chạy lên hộ giá em chị ơi. Bây giờ mình có từ nhá, mình đã xem là mình có những gì. Ok. mình đã dùng một action để đâm nó rồi. Rồi. Nên là bây giờ mình không rush được đúng không? Không rush từ cái action vừa rồi được. Tại vì nó yêu cầu rush trước attack, nhưng bây giờ có thể bước, chạy và dash, chạy thường và dash. Yeah. Em ở đây lo được, chị có thể chạy theo mọi người. Tiếp theo, tên sau cá với Mirai, mỗi người nhổ một bãi nước bọt vô xong chạy lên là đẹp. Ừ. Không sao, thằng này nó sẽ mất 2 đam ở cuối tơ đấy mà, kiểu gì nó cũng chết thôi. Sợ mọi người đông đen quá thôi, full nát 1 gì thôi, không thì... À, thì em có cần phải đánh đâu. Ờ.
Frey, Frey 2, à, 2 đi. 2 đạp từ đi qua cái kia, chui vào Vigor. Ây da, Mirai khều nó phát cho nó xuống 8 máu rồi Mirai. Được, thoải mái, thoải mái. Rồi. Đến tên địch cho nó làm gì á? Nó sẽ không one shot được em, nhưng nó có thể one shot được anh. Nó không thể, chắc chắn luôn. Cool, vậy em tin anh. Đừng bây giờ nói chỉ không thể bên thiện. À, và piercing down là nó trừ vào máu nhá, nó không trừ có Vigor đâu. Chỉ còn 8 máu và 10 Vigor. Trong một action, vô lộn trong một tên tiếp theo mà con này one shot được Mirai, tôi lên hiệp sĩ luôn. Thôi, được. Anh thiên kia, có keo kia. Có keo à? Lên hiệp sĩ luôn kia anh, đấy. Em roll test thôi, không có gì đâu, không có gì hết. Test thôi. Con shot được em thì lên hiệp sĩ luôn. Đấy, anh, thử đi. Trong một tên nha, chứ không phải nó xài luôn hai tên đâu. Anh thiên là suy nghĩ, phải cân nhắc. Punch the map. Map mode. It's mày, on. Mày không biết là tao return sao tao giết mày được thôi, yên tâm. Mày cứ thoải mái đi. Ok, thì thế này. Con nào á? Sẽ bước ra. Bước ra. Nó có cái blind nên nó không có đi xa đâu. Nó đi xa nó không bắn được. Trước khi là shop mình. Well, nothing much to other than blast. Come on. Rồi đi. Rồi lận con. Có một cơ đấy. Tí một cơ nhưng nó vẫn trúng. Rồi, nó điêu đang. 13. 13. 14. 14. Cộng 2. Cộng 2 là 16. Em thử thế đó. Vẫn chưa đủ. Yep. Tại sao em không edit được con của em nữa nhỉ? À đây được. 16 đúng không? Đúng rồi. 7 máu. Em vẫn sống. Rồi. Tên sau nhường em nhé. Em cần cái tên sau của em tự kill vào. Bây giờ đấy. Bây giờ à? Ok. Nó dùng 7 action rồi. Dùng 2 rồi. 2 rồi. 2 rồi. Ok, được. Em có thể giết được luôn nhá. Ok. Đây, thì đầu tiên này em sẽ sâu nó. Nó sẽ ăn 2 damage tại vì nó em có đòn quái phòng ăn nó sẽ tự động ăn 2 damage. Sau đó thì em sẽ tự kill bản thân. Tự kill bản thân là mình sẽ có 10 máu ảo và tự động được save. Đây rồi, đến lúc rồi. Tại cho mày thấy thế nào sức mạnh thiên nhiên. 1D20, cố lên, tiếp qua đi. Thì đấy. À, nó là slash này. 8 hay không qua rồi. Nè, không sao. 9. Sau đó em hết turn rồi thì em sẽ tự kill bản thân rồi sau đó hết turn. Ok, hết turn của em thì nó sẽ ăn thêm 1 dam nữa. Ủa giáp con này là 8 mà. Nó sẽ ăn thêm 2 piercing dam. À nó không, kia là safe, kia là kill, safe. Kill em. Ok, nó sẽ ăn thêm 2 piercing dam. Ai từ vua thì là ăn 1 dam là còn 7 là còn 8 máu nữa. Ok, hết turn. Rồi. New round đúng không nhỉ? Còn ai chưa đi? Còn cá chưa đi, còn cái thằng Impaler cũng chưa đi. Impaler cho đi. Impaler. Cá có thể đi đuổi Impaler luôn được. Em sẽ xử lý thằng này. Con này thằng Impaler nó đang cầm cái kho báu ở đây để cho nó tới chỗ kia là thua nên là phải đuổi theo nó. Đuổi nó đi anh, nếu mà có gì tình hình không ổn thì Desdemona có thể quay về hỗ trợ em được. Yeah. 17 máu so với 8 máu. Cho thằng Impaler đi cậy. Nó sẽ ok. Yeah. Nó sẽ chạy, nó sẽ quay lại nào. Nó sẽ chạy. Thằng hèn. Rush mode. Reaction. Thằng hèn. Để cho nó chạy đâu. Recover. Nó sẽ ngược lại về phía anh. 1, 2, 3. Nó có thể đến được anh luôn đấy. Ôi thôi chết rồi, nó đến được tôi rồi. Không. Nhưng mà nó đến tôi là thua. Nó đến tôi là nó phải thua. Chắc chắn. Chắc chắn thua. Nó chỉ xem là nó kiểu. Nó phải nó chạy đi thôi. Chứ mà nó đến tôi là nó phải thua. 2, 3, 4. Thắng rồi. Này, cái này thì còn cơ hội này. Kiểu mọi người lên roll đều đát một hết thì ok. Rush một nữa. Thế bây giờ phải có người lên ôm cái xe giờ luôn rồi. Được. Anh, em khuyến khích anh cá lên đổi nó luôn. Không cần, anh không còn ở đây với em đâu. Bây giờ chạy cái dùng mùi vàng này là ăn đam phải không đấy. Một lần thôi. 7 xuê, 8 xuê. Em chỉ cần đứng ngay cạnh cái tracer là em không cần dùng action hay movement gì hết. Thì nó đứng ở đây được. Sao phải đứng ở đây? Em cần dùng basic movement để đi mà kéo cái treasure đấy theo. Ý là em chưa kéo ấy theo, em chỉ muốn giành lấy thôi. Thì em có cần phải dùng thì mỗi lần mà người nào muốn đi mang cái treasure sẽ phải lăn D6 với người còn lại. Ok. Tức là em phải làm gì làm, em phải engage vô cái treasure bằng cái movement của em. Đúng rồi, cạnh cái treasure. Cố lên. Em có thể dash trước xong rồi em dùng movement đúng không? Đúng. Ok. Yeah. Cá đã. I can do that. Cá đã, thêm cá làm gì ạ? Nè, nhìn có áp sự xảo ra, Ken lo được trên kia không? Ken chỉ cầm chân nó thôi. Còn cái con phía dưới khá chắc là nó sẽ chết chắc rồi. Nên là cần lên để ngăn lại cái con Impaler này. Nó khá là nó còn treasure nữa.
Ok. Wait a minute, ngọn quỷ này. Cá đang bị slash. Đây, em này. Trừ 6 máu. Oh what? 6 máu luôn. Anh đi ở đấy thì anh có thể né được cái kia mà anh. Né được cái lửa mà. Đi cái nào? Đi như nào? 1, đây. Từ đây. Đứng ở đây đúng không? Đi. 1, 2, 3, lên 1, 2. Ok. 3, 4, 5, 5 trừ 4 6, máu thôi. 6 và lên đây là 8, đấy. Anh chỉ mất 4 máu thôi. Phở qua tường là một movement. Em vừa kéo lên xem đấy. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Đấy, nhảy qua tường là 8. Rồi. Tên sau tôi sẽ lên sẽ dành, xong rồi tên thứ hai sẽ là ông cá, ông lên, ông phụ tôi. Là đẹp. Ừ. Sau đó còn cả Desdemona lên nữa. Em sẽ đứng đây rồi, solo. Đã xong có làm gì nữa không em? Còn một hành động nữa. Không có hành động à. Tính ra nó đi thêm một nghĩa là một nữa thôi. Mẹ em đẹp. Em muốn thử cái death. Death không đến. Death không đến. Hai action. Thôi này không còn gì hết. Ý là tự heal bản thân được không ta? Được, tự heal được. High action. High action. Okay. Oh fuck. Party flavor thì không được. Mẹ. Cái thế đó. Hết rồi. Đấy, là... Nhân tiện anh sẽ hỏi lại nốt luận lúc nãy em vừa bị out ra. Em muốn cho ai cái personal resolve từ lúc mà em dùng limit break? Có vẻ lúc nãy mọi người đồng ý là đưa cho Desdemona. Desdemona đi. Ok. Vòng 7, tổng cộng mọi người có 3 team resolve, vì turn cuối của vòng vừa rồi là người chơi đi, turn này địch đi, rush mode. Nó tự động kéo nó về rồi. Oh no. 2. À, không sao. Nếu mà thằng dở hơi ở dưới này không chết thì basically là thằng mọi người đi xử lý thằng kia trước đi. Ok. Trước khi đi nó cure bản thân cái đã. Đây 20. Tăng nó đi. Rồi. Được. Actually a cool situation. Phải nghĩ làm nào để cho thằng kia sâu. Được anh. Rồi, mời. Người chơi. Nếu mà nó đã người chơi đúng không? Để cho em tên này. Tên này sẽ là của em. Tại sao? Em có một cái effect của Growing Season là nếu cái thằng đấy nó dính mark của em, nó sẽ bị pacify, tất cả các đam nó sẽ giảm nửa. Nhưng mà lỡ mà cái thằng kia nó chết xong rồi cái thằng này nó vô lại thì sao? Em có đánh nó đâu, em không đánh nó mà. Anh hiểu không? Em không đánh nó. Debuff nó thôi. Debuff nó thôi, debuff giảm một nửa đam của nó. Ok. Thế thì đầu tiên là em sẽ xem nào. Mọi người ở đây đều có kill hết rồi đúng không? Not cool. Thế thì em sẽ đứng ở đây, em sẽ mark nó bằng cái Growing Season. Buồn ngủ rồi. Không sao, sắp thắng rồi. Não sắp ngờ đầu rồi. Đây, Rainbow Mark Terran Effect, Growing Season. Okay. Nó bị pacify it. Sau đó em biến đến cho gì? Cái thằng đấy là dính cái mark sâu của em đúng không? Đúng rồi. À không, không còn nữa. Không em còn nữa vừa đúng. Nằm một lần. Em vừa ném sâu lại nó mà nhỉ? Lúc em vừa dậy. Action đầu tiên của em ném sâu của nó mà. À không, em chỉ đặt được 2 cái mark thôi. Yeah. Ok. Hình như phải giúp ai thì anh không hiểu lắm. Mà anh sẽ đặt vào lúc mà nếu em bảo. Cái sâu, ok không sao, tôi bỏ qua đi. Ok, xong rồi em sẽ chạy 1, 2, không biết cái gì, mình không chạy ngang được. 1, 2, 3, 4. Nhìn các bạn đôi nhóm cũng muốn chạy. Chạy không? Nhảy qua tường. Rồi. Nhảy qua tường, đó, xong rồi em sẽ, nhảy qua tường là dash rồi, hết action. Detection, nó sẽ ăn một đam piercing. Rồi. Đấy, nó sẽ ăn từng đam một. Từng đam một, rồi. Đó, Enter, nó đã bị pacify, tất cả các đam nó gây ra sẽ giảm một nửa. Nhưng mà khỏi thôi, nếu lỡ con kia nó tự tử thì sao? Không, anh sẽ không chơi như vậy, NPC không bao giờ tự tử. Lại làm thế, nó không meta đến thế đâu. Ok. Nó sẽ cố gắng sống thôi. Còn đấy cố gắng chạy về, đúng rồi, cái hợp lý nhất nó sẽ cố gắng chạy về. Đúng rồi, anh chơi đúng NPC. Ok, em enter rồi, đến tên của quái vật. Đến tên của thằng này luôn. Làm gì đây? Cố lên em ơi. Nó nhìn thấy rằng nó được, nó chạy về. Tầm nó là 2. Nếu mà nó không đánh được thì khá chắc là nó sẽ dùng cái đòn mà vulnerable 2 piercing damage. Nhưng mà em đang đứng ở sau tường, có thể nó sẽ công tác hết được. Yeah. Right. Basically là mục tiêu nhất nó nhìn thấy bây giờ là Desdemona. Yes, nó sẽ target vào lúc kiếm rồi. Target vào đây được nhỉ. Yeah, không vướng gì cả. Nó lại nhổ nữa hả? Nhổ khạc. Khạc nhổ. Khạc. Khạc bẹt. Bẩn quá. Khạc thu. Thực ra là không sao. Không sao. Thắng rồi. Rồi. Sẽ dùng. Sẽ ra
dí mặt vào đây, dí mặt vào đây. Oh, wow. Và luôn. Dùng flash fire vào Desdemona, đẩy ra đây, vulnerable, okay. 4 đam. Ok. 4 đam piercing. That's fine. Actually, that's not. Why? Hết turn, turn người chơi. Thằng này nó đang bị slashed luôn à? À, từ từ, pacify chỉ gây 2 đam thôi, không gây đến 4 đam. Ok, em sẽ lấy turn này. Đầu tiên em sẽ muốn bỏ cái con summon này ra khỏi cái con màu xanh đã, để cái con summon đó nó khỏi bán dính con màu xanh. Bây giờ là giữ nó xấu, giữ nó xấu. Khi bị bên ai sợ lắm. Rồi tiếp theo khá chắc với cái em có muốn câu hỏi là nếu mà em dùng cái ace để em teleport con impeller đi thì nó có grab theo cái tracer đi không, hay là chỉ một mình con impeller bay đi thôi? Ngon rồi. Đo khoảng cách nào. 3, 4. Ok, khá chắc là sẽ phải dùng một dash của cái chip shot. 5 cũng không đủ. Để coi cái hành động ấy nó có if you attack at exactly range 3, phải exactly range 3, khá chắc là sẽ phải dùng một action để dash lên. Ok. Ok, sẽ phải dùng một action để dash lên để vào cái exactly range 3. Rồi, nên đợi. Tính toán đấy. Rồi. Ok, bắn nó thôi. Bắn. CRD20 cộng 2 boom. Boom. Có 2 boom. Đúng. Còn 2 boom. Đúng rồi, chúng chắc rồi, không quyết được. Ok. 1D10 cộng 2 thôi. Con này ủa sao nó còn có 19 máu vậy? Hồi nãy nhớ nó hay. Nó bị slash, nó bị slash, nó mất máu. Em target cái con bloody thì em lại có thêm hiệu ứng nha. Em okay. Được bonus damage là 1 rồi. 2D10. Finish. Yeah. Okay. 8 cộng với cả 8 cộng 2 10. 10. Trừ ra của nó 8. Em sẽ muốn tên 8. Em sẽ muốn tên nó chéo về sau. Ê, chéo ở chỗ này này. Đó. Ồ, 1 2 đây. Em sẽ muốn teleport nó đi vô rồi. Chỗ đây. Xong. Thắng rồi. Bên còn nữa khi mà nó sẽ bị blind với đây này. Rồi. Em sẽ được dash 1. Rồi. Em dash đây. Đã ôm thế rồi luôn. Đấy. ôm cái em đi. Không còn tốc chạy. Bây giờ đúng rồi, em nhớ sách chỉ đường ấy thôi. Ok. Reduce 2 to on 4 at exactly range 3 from you. Cái Unearing Dam nó có được qua được cái tường màu xanh đậm không nhỉ? Không, tường xanh đậm là không nhìn thấy gì. Không. Kể cả cái 2 Unearing Dam nó cũng không qua được luôn. Ok. Không. Yeah. Nó không xuyên tường, nó chỉ xuyên qua lỗ thôi, nó không xuyên tường. Nói em sẽ được dash qua 3 nữa. Và em được hồi lại cái stun nên khá muốn là em sẽ được chặn cái đầu thằng này, không cho nó qua grab cái treasure. Ok. Hoặc là không, sao phải làm thế nhờ? Từ em vẫn còn 4 lần dash đấy, 3 lần bắt buộc và 1 lần tùy ý để em tính toán. Cốt nào? 1 lần tùy ý đúng không? Em mới được bước qua cái treasure bình thường. Được. Treasure okay. Coi như là intangible. Nói chung là đi qua được, nhảy qua được. Đầu đó. Thực ra thì đứng ở đây này, nếu mà teleport được thì đứng ở đây này. Ok. Thì sẽ làm sao cho nó hợp lý đây. 1, 2, 3, rồi. 4 sẽ đắt. Sẽ đắt như thế, còn cái đắt 1 kia thì không làm cũng được. Rồi, đứng ở đây. Nghe lời ngỗng đi. Chưa, lời ngỗng mất rồi. Ok. yên tâm. Tầm này não ngừng hoạt động rồi. Ơi, tên quái. Thằng này còn một tên nữa, thằng Blaster. Nó làm gì đây? Mọi người cũng nói là một thứ rất ngầu không? What? Làm đi. À không, tí nữa tuần sau. Dạ. Để xem nó làm gì ạ? Rồi. Nó làm gì nào? Dạ. Thôi. Bắn đi. Nó muốn sống. Nó chạy. Nó kill bản thân. Nó chạy. À nó không kill được, nó là dính rốt của em. À. Nó không nó thể sống. Mà. Rồi nó làm gì? Nó không thể sống được. Anh đã bảo rồi nó không thể sống được. Tao sao cảm giác nó không kill được, nó lại nguy hiểm hơn ấy nhỉ? Oh, sorry. Nó không thể tự kill bản thân được. sao cảm giác nó không tụ hồi máu được thì team mình lại nguy hiểm hơn ấy nha. Không sao, cứ bình tĩnh. Nó không hồi máu được và nó đang bị slash. Nó không nó đi là xóa nó slash máu. Được. Và nó không nhìn được ai. Nó không nhìn thấy ai cả. Kiểu bây giờ nó death lắm rồi. Kiểu mày đáng lẽ mày chết chắc rồi nhưng mà bọn tao giữ mày sống thôi đấy. Ừ, kiểu nó giữ cho mày sống thôi. Không, thằng là con tin hiểu không? Đấy, phải hô bạn mày vẫn còn ở đây, mày thử chạy đi xem nào ấy kiểu ấy. Thử chạy đi. Đấy, mày thử chạy đi. Ủa, bước một bước. Đi đâu đấy?
máu chảy đầm đìa. Nó bước bước nữa. Đấy. Rồi nó blast vào Desdemona. Wow, Desperate. Đánh đến cổ. Tôi sao sẽ đi cuối nhé. Ok. Mọi người đi kéo cái trở đi theo hướng nào đấy? Bây giờ là đánh chết kia xong rồi mang về thôi. Không sao, bây giờ là câu chuyện nó là thế rồi. Trượt nó sẽ gây đam cho Desdemona là tổng cộng đầu tiên là 3 đam thường. À không, 4 đam thường. 4 đam thường. Chia đôi. 2 đam thường. Ủa sao nó còn 3 mồ hết. Máu vậy? Nó bước đi. Nó bước đi. Nó bước đi, nó đang dính sát. Slash. Oh shit. No. Rồi tiếp theo là nhận 1 đam piercing. Please. Hết. 1 đam piercing. Đã trừ. Đã trừ. Ok, là còn 3 máu. Đây là 3 máu. Ủa, từ. Trừ nhiều vậy. Rồi. Rồi, hết. Hết. Để tôi nói nhỉ? Cá hoặc là Desdemona. Bây giờ thì có thể giết thằng ấy luôn, nhưng mà cứ để nó đấy, tại vì tí này có thể làm một thứ khá là không hay. Có tỷ lệ thằng Ebuler có thể grab được cái treasure và mang về, vẫn phải để thằng đấy nằm đấy. Ừ, đúng rồi. Đừng giết nó. Ra, ai đó ra kêu cho nó luôn, được không? Kêu cho kẻ địch có được ấy không? Không. Technically được, nhưng mà đang bị debuff không kêu được. Không, em tính rồi, không sao đâu. Ok. Bây giờ mọi người ra xử lý nốt thằng Impaler là được. À, chơi cho làm quả phút 40 phút mà bị bắt đo thì là. Anh yên tâm tí nữa em đi cuối tuần nó sẽ ăn 1 đam từ cái curse của em, nó tự động làm nó chết, anh hiểu không? Thế nó buồn cười. Ok. Ông nào khều cho con Impaler là tí xíu máu đi. Đấy, còn cả, mỗi cá với cả Desdemona thôi. Ai muốn đi? Cá đi. Cá có thể dùng bu và dash tới được. Maybe có thể xử được con Impaler luôn. Được. Bây giờ tôi có thể đến đây và 4 nè. 4 cái đây là 5 nè. Khi nào mà tôi ra là thử nha. 4 nè. Thử rồi. 4 nè. Đủ. À, 4, 8 nè. Có 3 à. Dùng. Đây là có 3 nè, có tôi đây à. Dùng death à? Dùng death à? Ừ, death. Wave à? Đừng, cái đấy nguy hiểm. Cố gắng dùng mấy cái an toàn hơn. Thì phải an toàn đi. Không sao. Chơi thử rồi. Đi thử rồi. Thôi, đi đâu? Rồi, 4. Đây. 4. Nó đó, sẽ à? Từ từ anh xem nào. Đế này là bắn. Cả def nó là line 6, nó tính từ ô bên cạnh em. Em cần số 4. Anh cần số 4, nó 1D6 hay 4. Cố lên. 2 không được rồi. Tinh. Tưởng tượng cái máy slot machine. Tinh. Bùm. Tinh. Auto hit. Auto hit là nếu mà rơi trúng đầu nó, nhưng nó không rơi trúng đầu nó. 6 là không trúng hả? Aria là fray, Aria vẫn fray. Thế à, vẫn fray à? À nhưng mà nó giáp trừ 2. Ừ, trừ 2 là thôi rồi. Có hiệu ứng gì không? Special effect, death deal 999 đam. Nếu mà kẻ địch 8 HP. 18 máu. Nó có 11 máu, không được. Đội cha. Thì bây giờ tôi mới kêu là ông nào khều nó không phát cho nó xuống 8 máu đi ấy. Không có. Thực ra kết quả vừa rồi nếu mà em trúng nó luôn là nó cũng 8 máu và nó nổ được. Ừ. Đúng rồi, nó nổ được rồi. Đen hồi. Ok, Desdemona. Và ông ấy di chuyển, ông ấy ăn 4 đam piercing. Ông ấy ăn 4 đam từ cái sát sật nằm luôn này. Desdemona. Ủa, từ từ. À, đúng rồi, đúng rồi, slash mà. Nhưng mà passive, à không, đúng rồi, không có passive. 4 máu là nằm luôn. Nằm luôn. Buồn cười quá, cái này giống kiểu là slot rồi tự mất máu chết đi. Ủa chưa nằm mà mới bị defeat thôi mà. Ừ, defeat thôi, yên tâm. Ừ, đúng rồi. Cứ để khoan từ, em đang không hiểu cái death lắm. Em tưởng đâu cái death là gamble. Tức là đầu tiên nha, area effect, gamble, then count death man space from you out the line. Thì em ra 6 là nó lột đường thẳng 6 đúng không? Không, nó là đánh vào ô thứ 6. Đánh vào ô thứ 6, trong cái line 6 đấy. Fuck. Hiểu không? Yay. Me dead. Đấy, tưởng tượng cái slot machine các ô nó sáng ấy tinh. Nhá, đánh tự kêu bản thân trước xong rồi mới đánh nó. Có làm thế được không nhỉ? Bây giờ có thể rewind làm thế được không? Tại vì cái này nó hơi bị kill bản thân. Recover là high action. High action ở đây thôi, tôi bỏ qua. I'm so dumb. Desdemona. All right. Thế thì anh sẽ cho vừa bước một bước đến đây là nằm ở nhận. Cái kia là meme thôi. Desdemona. Chị đừng giết nó nhé, Ừ, mình không giết nó đâu. Mình đang xem theo là mình nên nhảy qua cửa sổ ở đây hay là mình nên đi hướng này. Có một cái tình huống. Anh không tính được cái này đâu. Có tình huống phải không giết nó. Wow. Bây giờ chị có đi vào ô vàng nào thì nó cũng phải ấy thôi. Mà đi cái này thì bị trắng từ 2 lần lận.
nên mà chị đi vào ô vàng thì ăn đam một lần thôi, khá chắc là chị nên đi qua phải một lần xong chị cứ thế mà đâm thẳng lên. Vậy có nhảy cửa sổ hai lần xong rồi đáp thì cũng được. Ok, vậy là đi như thế nào đấy? Hiện tính đi như nào? Mình đi từ này à? À đúng rồi. Rồi, à, ăn một đam vì đáng ra là hai đam nhưng nó pacify một đam piercing. Tất cả ability nó đi một, nó đi một nửa đam. Ok, tiếp tiếp đi chị. Đát đát hai. Đây. Rồi. Hả? Đừng có bỏ bom nha, cái đấy có bom. Hả? Cái không có bom. Đây không không. Không sao, không bước vào được. Cái chỗ này à? Đúng rồi, đúng rồi, nói đùa thôi. Chị không, nó không nổ đâu. Ok. Ok. Mình nhớ là có ai không bom mà. Tại sao lại dùng cái đen đen gì đấy? Nó là cái bãi mìn chị ạ. Nó là bom, cái bãi mìn. Bom xịn hơn. À, okay. Nó là bom nhưng mà xịn hơn. Đến turn ai ta? Đến turn... Rồi, đến turn round mới, turn địch, Impeler. Impeler là ôm. Nó đang bị blind với cut nhé. Rush mode, dash 2. Come here baby. Dash 2. Bước lên. Bây giờ nó sẽ về. Lăn đây 6. Kéo, kéo. Solo. 2. 2. Run trên 2 đi. 1. 1, 2, 3, 4. 4. Shit. Không sao, người chơi. Ok. Lên lên giật lại. Lên giật lại. Em ôi, bắn nó chết lên giật được không nhỉ? Em sẽ muốn bắn nó chết luôn. Bắn đi. Sợ không chết nó luôn ấy. Nó có 11 máu cơ mà. Nó sẽ teleport được nó qua. À teleport được ra ngoài. Như thế này nhé, đầu tiên là có thể dùng dash tới cách nó bao. Rồi. Rồi có rồi bắn nó một phát, rồi có thể là dùng movement tới để kéo cái tracer đi. Ờ đúng rồi, được, thầy ơi. Được. Rồi. Ôi tính toán vãi trưởng. Trời ơi. Đứng ở đây là cách bài này. Ok, xong. Ừ, có đát mà, cứ free đát tới chỗ tracer là có free 4 cây ấy. Ừ, đẹp. Ok. Ok, đầu tiên là sử dụng cái action đầu tiên để là dash. Hai ô tới chỗ này đã. Rồi. Là để sẽ đứng con này ba ô. Rồi, hồi nãy giờ là do em target nó đi về vì plus đi. Toàn cần chết hết. Lại cái traffic shot rồi em sẽ bắn nó. RD20. Ok. Nó ăn crit chắc rồi. Ôi nó nằm chết rồi. RD20. Ok. Run cao một tí là được. À em được bonus. Đúng em rồi. Được bonus đạn là 10. Chọn 2. Ok. 89. 89 nó nằm. 19. Tất cả mọi hy vọng đã biến mất. Anh vào anh kéo cái tracer ra đi. Cứ coi như kéo là cho chắc chắn tí. Không okay. Sao. Bắn thằng kia chết rồi. Bắn xong cái này là em sẽ được dash 1, dash vô đây đã. Đâu, di chuyển dash vô đây. Rồi, rồi bỏ qua hết mấy cái đó. Em sẽ được dash 3 sau khi mà strafe shot resolve 1 2 3. Rồi, em sẽ dùng 4 speed để kéo nó ra. Ui. 1, 2, 3, 4. Cái tracer nó sẽ nằm ở ngay đây. Mark hòm về. Xong. Cái slash của nó là gây từ ai nhỉ? Slash chỉ có đỏ thôi. Thế à? Nó có ghi là mấy turn hết không? Không, nó phải cure. Nó không. À, thế à, thế ai rồi. Bây giờ là turn của nó. Bây giờ turn của nó. Chỉ có thằng này thôi. Được. Em sẽ giơ tay lên, đặt tay lên miệng, đặt tay lên miệng. Sweet. Mày đừng di chuyển. mày đừng di chuyển tao muốn mày mày có mày không di chuyển thì bóng tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng hiểu không? Miêu tả đi những gì xảy ra. Là kiểu chết vì slash là kiểu mất máu đến chết đúng không? Bây giờ thì em đã bảo nó là đừng di chuyển nếu mà mày không di chuyển anh sẽ cho nhẹ. Nếu mà chơi đúng NPC này thì nó sẽ cố đến chết à? Ừ, nó bước và nó nằm à, nó bước và nằm. Ok. À, có vẻ như bệnh nhân của chúng ta không có được gọi là ngay là bác sĩ lắm. It's fine. Nhưng mà cứ có thể là em vẫn có thể miêu tả cái liễu nó bước một bước và nó hấp hồi dưới mặt đất sau chuyện gì xảy ra cho em miêu tả. À, mặt đất thì xảy ra đúng không? Ok. Thì basically là mấy cái xúc tu ấy nó từ mọc lên từ người nó đang có rất nhiều cái xúc tu đang dính ở trên người nên xúc tu sẽ mọc lên nó từ kéo ra trong đất một thành phần bò chôn sống luôn. Và như vậy chúng ta kết thúc cái combat này ở đây. Xin và vỗ tay mọi người. Tình huống cực kỳ căng thẳng. Không thể không hiểu thế nào mà bọn này suýt lật nghèo được. Từng nước đi, từng ô di chuyển như chơi cờ. Tại vì mình đã quên mất 4 tiếng. Mục tiêu của mình là nhặt cái treasure. Chúng ta đã quên mục tiêu, chúng ta đã nhặt cái treasure. Kiểu không ai để ý đến cái treasure luôn. Tưởng lúc mọi người phát hiện cái tracer ấy, tôi đang đứng ngay góc cuối màn hình luôn, là đứng ngay cái vạch xanh này luôn, xong rồi tôi chạy một phát
lên kêu tôi giật lại. Nếu mà không biết còn lại thì may bây giờ là đưa về đấy. Nói chung là quả rất là hay. Team mày mà có một cái là có hai ông vàng nên là sắp phối rất dễ. Ông vàng này nó không được effective cho lắm nha. Ông vàng này không có attack, ông này không có cái skill attack. Thành ra là cái trò hơi bị nhâm linh một tí. Thực ra cái ulti nó hơi bị bổ thôi. Thực ra đáng ra phải được rất nhiều. Không bổ là win rồi. Thật ra cũng tùy combat thôi. Combat địa hình này thì ông không mạnh, nhưng mà combat kiểu đánh quá nhiều máu trâu thì đồ hơn. Bom ông khỏe chứ, AOE rồi. Không nha, ví dụ nếu mà con này ấy là con này nó sẽ ok nếu mà cái việc mà nó giảm đam của trái bom xuống tí xíu và nó cho một character được ăn nhiều bom một lúc. Thì sẽ có cái ok. Ví dụ nha, tưởng tượng nha, ví dụ như bốn con thì nó đang đứng kiểu một cục lại, cái mình quăng tầm 5-6 trái bom giống cái đụng cái con nào cũng ăn cái con trái nó đúng là đang cùng một trái rồi, nó thấp thì hơi buồn. Nó thật sự nó hơi ấy. Con này nó sẽ thích hợp để cho các bạn đi đặt bẫy hả, kiểu rải ra. Nhưng mà cũng chưa thể nào kết luận được ngay bây giờ, tại vì thứ nhất là cái skill của nó còn chưa xài hết, nó còn có Cavalier Spinning Top với lại Gallows Humor chưa xài. Nó chỉ xài có cái Carnival Death với lại Party Flavor, mà Party Flavor tôi còn chọn là Challenge 2, tức là nó còn random hơn nữa, cho nên là cũng chưa thế nào kết luận được là con này nó yếu. Thực ra thì nó mạnh. Theo nếu mà địch, quan sát của Thiện thì Watt có chơi đúng cái con phu này buổi chiều cũng vẫn làm được nhiều trò, nhưng mà cái bom nó không phải là một phần lớn. Đúng rồi. Nó em nghĩ là nếu mà cái hệ thống combat này nó khá là nó khá tự do, với lại đối với em nha, nó sẽ không thích hợp cho lắm. Tại vì em thấy nó không có một cái rule gì, nó kể là nó hơi cây ọt so với em. Nếu mà thực sự ai con thì sẽ nghiêng hẳn về phần kiểu roleplay hơn. Mình nghĩ là nó sẽ kiểu phù hợp cho roleplay, để kiểu mình sẽ không bị dính vào kiểu bắt buộc phải dùng cái vũ khí này, tại vì tôi chỉ có vũ khí đấy. Nên mình có thể dùng các loại vũ khí mà mình thích chẳng hạn. Mình có thể kiểu múa may các thứ khi mà đánh. Thực ra thì nếu mà theo ý kiến của em thì cái hệ thống combat và icon này nó tiên tiến rất là nhiều so với hệ thống combat của D&D, bởi vì là nó không có những cái rule kiểu như là bị mập mờ ấy. Tất cả những cái gì mà nó làm được nó phải ghi hết ở đấy, mình chỉ cần refavor theo thôi. Giống như con Harvester của em hôm nay này, basically là nó là một con thiên về trồng cây, nhưng mà em cho nó thành kiểu bạch tuộc các thứ ấy. Đó, basically là cả em có tool để work với cả nó mà không gặp vấn đề về cái việc cãi nhau về vấn đề rule ấy, kiểu ấy. Thật sự thì theo góc nhìn ý là cá cảm thấy là đúng như Ngỗng nói, là cái system này nó rất là rõ ràng, và đặc biệt nhất là nó giải quyết được vấn đề là bạn có được đi chéo hay không. Đúng rồi. Giúp bạn có được đi chéo hay không, nó giải quyết khá là tốt. Kiểu những cái con đặc thù như Vagabond hoặc là những cái con màu vàng nó sẽ chạy khắp nơi, nhưng mà do là cái chưa có hiểu lắm, với lại là cái cũng không có là cái là một player không thuần combat quá, cho nên là maybe cái chưa khai thác được hết sức mạnh của cái con The Fool này. Con The Fool này một con khá là thú vị, kiểu nó không có bị ràng buộc quá, và nó rất là random, cái gì nó cũng random hết đó, cho nên là khá vui. Nó có cái trò finishing blow để random luôn luôn ra 6. Thì nếu mà trigger được cái đấy nhiều thì tốt. Fleur vừa nói gì à? Mình nói là kiểu mình cũng chưa dùng được nhiều ability của con này, là kiểu có thể là mình chọn ability bất ổn, nhưng mà mình cảm thấy là kiểu mấy cái kia cũng hơi khó dùng. Ví dụ cái provoke thì để kiểu tối đa hóa nó thì mình cần có kiểu nhiều địch kiểu bao quanh ấy. Thật ra em cũng thế thôi chị. Em quên một đống cái feature của con Chester này, không thì mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn rồi, sẽ không phải là đuổi theo con kia để mà giành lại. Thật sự em cũng quên khá là nhiều feature đấy. Không, ý mình là mình cảm thấy là kiểu mình cảm thấy là kiểu những cái ability kia hơi kiểu, nghĩa là mình không tìm thấy chỗ để dùng ấy.
thực ra thì nó là vấn đề của con team chị ạ. Cái vấn đề này là khi mà mình form một cái team ấy, sẽ có 4 người chơi, thì basically nếu là một cái cam dài của Icon này thì em thấy là họ sẽ thảo luận về việc là ai chơi cái gì trước. Đúng rồi. Basically là nó mạnh khi mà chị có nhiều địch đứng xung quanh. Vậy nên cái com team nó xung quanh việc là mình đi chụp vào nhau, có nhiều melee và búp cho nhau trong khoảng melee. Đó, nó sẽ kiểu lao vào combat nhau. Còn team này là team 2 vàng. Basically họ sẽ xé nhỏ đội hình ra để đi chặn địch, chặn đầu địch. Đúng rồi. Thế nên là sẽ không có mấy màn lao vào nhau đánh nhau hoành tráng như là chị mong muốn. Đúng rồi. Có nếu mà ngẫm lại có mỗi cái đoạn đầu là bọn nó đừng trộm đây thôi, còn đâu là đúng là vì vàng chạy vòng quanh nên là xé bọn nó ra hết, bọn nó phải chạy. Tại vì sau khi kiểu đọc kiểu ability thì mình cảm thấy là cái này là sẽ phù hợp khi mà mình cũng đứng trộm vào nhau và cũng đứng trộm vào nhau. Đúng rồi. Thế nên là cái vấn đề khi mà chơi một cam icon là mọi người sẽ thảo luận trước là mình sẽ chơi gì và mình có thể làm được gì và mọi người tương tác với nhau như thế nào cho combat ấy. Đúng rồi.